Vâng, chào anh chị ạ ờ, Thì hôm trước ta dừng lại chỗ cái uh, ví dụ um, Hello Platter không ạ? Thì uh, qua ví dụ um, Hello này chúng ta có cũng à, à, như là mới đầu ta, ta, ta thấy được cái cách xây dựng ứng dụng với Flutter ạ thì Flutter nó cung cấp là thư viện nó cung cấp cho ta một tập các cái widget uh, à, gọi là các cái um, thành phần giao diện đó à, à, định nghĩa sẵn ta thì ta xây dựng dụng với Flutter chỉ là cách ta sẽ uh, chỉ là cái việc là chúng ta sẽ uh, sử dụng những widget có sẵn đó ta sẽ gọp thành họp uh, những widget đó lại À, để xây để tạo nên ứng dụng à, thì cái này nó cũng có cái phần nào giống với cái HTML này. đây à, chúng ta định nghĩa trang web chúng ta dùng các thẻ HTML thẻ được quy định sẵn không? rồi ta sẽ gọp những thẻ đó lại thành cái, một cái trang web đây, trang giao diện đây. À, thì đây cũng vậy à, thì đây nó có định nghĩa sẵn tập các quy widget tập các widget à, chúng ta sử dụng để uh, chúng ta cấu hình đó, các ghét này đúng không ạ và lồng ghép các widget này lại với nhau để tạo thành cái dục rồi chúng ta cũng nói với cái việc là cái uh, stay get và stay full get. à, stay full là cái widget có thể có cái trạng thái có thể thay đổi được ha bài báo thực hành uh, bài thực hành uh, chưa á bạn hành sẽ cái cái ngày đó có thể là nó bị sai á trời à, cái ngày đó chứ chưa có đến, ngày mai được hoặc chúng ta chưa có tìm hiểu à. có thể là 31 tháng 12 rồi chắc lộn tháng. Đây. Thì uh cái 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 stateful get là cái get nó có trạng thái có thể thay đổi được ha. Đấy. Trong stateful get thì mới sử dụng stateful get thì chúng ta thấy để chúng ta có hai cái lớp ha. Đấy hai cái lớp, hai lớp. Đấy. Là cái chơi chẳng gì ta có hai cái stateful get cái my homepage là cái stateful get này. À thì mỗi cái stateful get thì thường định nghĩa bởi ờ chúng ta phải có định nghĩa bởi hai cái lớp này. À một cái lớp gọi là cái stateful get và một cái gọi là lớp state. Đấy state. Đấy thì uh, cái state say này thì những cái biến ở đây chúng ta hay định nghĩa những cái biến gọi biến trạng thái thôi Đấy. Uh, cái state machine biết á cái state của state from the gate nó có cái uh, đặc biệt đó là uh, chúng ta có thể là khi nó thay đổi uh, khi cái state thay đổi chúng ta hãy báo hiệu thông qua cái hàm set uh, và uh, khi cái trạng cái biến trạng thái thay đổi người uh, ta muốn báo hiệu cho cái uh, uh, mỗi lần khi ta thực hiện tắt người dùng thực hiện tác dụng đó mà làm cho cái biến trạng thái thay đổi và cái biến trạng thái này ta muốn là uh, thay đổi và uh, chúng ta muốn báo hiệu cái sự thay đổi của biến trạng thái đó thì ta dùng cái setState uh. á right. thì tất cả những cái chỗ nào có sử dụng cái biến trạng thái này uh, khi setState được gọi thì nó sẽ được uh, tự động cập nhật lại ha uh. tự động cập nhật lại right. thông qua cái biến điểm đó thì đó là cái ví dụ đầu tiên á uh. Rồi chúng ta sẽ đi qua một số cái slide sau đó chúng ta sẽ tiếp tục làm cái luật thực hành tiếp Rồi à, nói về các widget cơ bản thì hầu hơn hầu như mọi thứ trong cái blaster uh, đều sẽ là widget ha uh, đều sẽ là widget uh, chúng ta muốn làm cái gì đó thì thường nó sẽ có cái widget để chúng ta uh, thực hiện cái cái tác vụ đó thông thường là vậy ha uh, thì xét có cái cái góc nhìn của nhà phát triển á uh. À, thì hầu như mọi thứ trong cái Flutter đều là widget hết ha. chúng ta có thể sử dụng widget cụ thể là nó sẽ có các widget uh, sử dụng cho định nghĩa cái cấu trúc ứng dụng ha, game material app đó, cái cấu trúc trang hoặc dùng để điều hướng. Đấy. Hoặc là cái widget để hiện thị thông tin thì cái này đơn giản thôi, cái này là những cái text, những cái label, những cái ảnh, những icon này đó. đó. Đấy. chúng ta có widget để tạo bố cục hoặc định vị trí. Đấy, uh, chúng ta cũng đã có nói rồi đó cái cái có lum và để sắp xếp cái widget thành cái cột thành các dòng. Đấy. Uh, hoặc là cái widget nhận dạng cử chỉ, uh, tức là ta muốn uh, nhận dạng cái cử chỉ người dùng tap vào, uh, gõ vào hoặc là người dùng uh, trượt kéo gì đó. Đấy, thì cũng sẽ có widget để nó làm cho chúng ta. Uh, nói chung là hầu như mọi thứ đều có sẽ là có widget hết ha. Đấy. Thôi, thì uh, chúng ta sẽ viết một cái ứng dụng uh, ví dụ ha thì ứng dụng này hiện giờ nó cũng chưa có cái gì đặc biệt nó chỉ là ứng dụng sinh ra bởi cái 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 câu lệnh lottery a thôi đấy thì cái get đầu tiên chúng ta thấy sẽ là chúng ta sẽ sử dụng đó là cái material app đúng không ạ đầu tiên trong ứng dụng những ứng dụng ví dụ này đó Có material app này đây là hướng ứng dụng đầu tiên ta sử dụng material app ha để định nghĩa một cái ứng dụng theo cái phần hệ thống thiết kế Material, Material đấy à, thì thông thường ta sử dụng cái này để định nghĩa ứng dụng ta. Thì nói đến hệ thống thiết kế thì Lotus nó hỗ trợ sẵn có hai cái hệ thống thiết kế, à, hệ thống thiết kế. À, thì chúng ta sẽ có cái hệ thống thiết kế gọi là hệ thống thiết kế tên là cái Material này cái hệ thống thiết kế sử dụng bởi Android, à, các anh chị nào có sử dụng Android đó. Android uh, gốc, gốc thì nó sẽ theo cái phong cách thiết kế này, những cái icon, những cái giao diện này nọ những cái cửa sổ giao diện này nọ là theo hệ thống thiết kế Material Ờ, uh, Còn các anh chị không sử dụng Android gốc thì Android thì thường các nhà sản xuất nó tùy biến uh, cái cái giao diện theo cái hệ thống thiết kế tùy biến rồi, nó không còn là cái Material tôi nữa. Đây, nhưng mà có giao diện gốc của Android á, nó sử dụng cái hệ thống thiết kế của Material còn iOS thì nó sẽ có cái hệ thống thiết kế mà trong letter nó gọi là Cupertino á, Cupertino thì cái này anh chị nào xài iOS thì anh chị sẽ biết Đấy, cái cái phong cách style, cái cửa sổ xì tay giao diện đồ này nọ đó, đó của trên hệ hoàn năng à, của iOS đó thì trong letter nó gọi là Cupertino. Đã. Thì trong cái letter nó định nghĩa sẵn hai cái này, à, tức là theo cái phong cách của Android và theo phong cách của iOS, Đấy, nó định nghĩa sẵn trong ta. Uh, không nhất thiết là chúng ta sử dụng cái này nhưng mà thông thường thì người ta thường sử dụng hai bắt đầu bằng hai cái này và ta tùy biến thêm thay vì định nghĩa là từ đầu nguyên một hệ thống thiết kế tùy biến của ta thì nó hơi rất là dài dòng Đấy. do đó thì thông thường thì ta chọn một trong hai á thì chọn android hoặc là ios để chúng ta bắt đầu đó ta hãy tùy biến hãy tùy biến những cái giao diện của mình Đấy. chúng Android nó cung cấp chúng ta tự thiết kế cái hệ thống thiết kế cũng được nhưng mà cái việc đó thì nó hơi rộng ra hơi phức tạp Ừ, do đó thì thông thường thì người ta sẽ bắt đầu từ một cái cái hệ thống thiết kế nào đó có sẵn ví dụ như là Material UI app rồi đó thì chúng ta tùy biến thêm, tùy biến thêm đúng không? Đấy, hoặc là trên iOS thì người ta nếu phát triển cho iOS hoặc là muốn phong cách thiết kế giống iOS thì chúng ta có thể là sử dụng cái cái Cupertino này. Đấy. Rồi, trong này trong cái trong ví dụ ta sẽ xét đến cái Material app đó chủ yếu á, ta chạy cho Android, rồi, đó thì chúng ta sử dụng cái Bình hòa bằng cách là chúng ta dùng cái bình hòa letter chủ yếu bằng cái cái ứng dụng Material này Thì cái widget đầu tiên á, là cái ứng dụng là một cái widget Material App ta, à, đây là định nghĩa của cái ứng dụng sử dụng cái hệ thống thiết kế Material. Thì Material App này là widget có sẵn nha, à, chúng ta chỉ sử dụng nó và chúng ta tùy biến một số chỗ, đúng ạ? Thì cái app này á, chúng ta sẽ tùy biến được cái gì? À, Thì này giống tương tự như chúng ta tương tự như giống như cái thẻ HTML vậy đó, cái thẻ HTML vậy đó. À, chúng ta để mình cho hình dung uh, trên trên cái ngữ cảnh của web đó, thì này giống như thẻ HTML định nghĩa một cái cái trang web hoặc một cái ứng dụng, HTML nói nó nó không có đồng nhất một một nhưng mà nó người ta cũng ví dụ như vậy đúng không ạ HTML à, ta hình dung á uh, thẻ HTML ta rồi ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cái gì chân mà tôi app ha thì uh, trong cái mà tôi app nó sẽ có uh, giờ chúng ta sẽ sinh ra cái dự án đi ha này sẽ tạo cái dự án mới Rồi chúng ta sẽ tạo câu uh, dự án mới bằng cái Flutter A Đây. Flutter uh, đây đây. A um, platform là Android hoặc iOS, ta Android không được, ta không có iOS, uh, Android cũng được. ví uh, dụ như là uh, basic widget hoặc Basic widget một ừ, cái dự án quân dụng thì nó sinh ra dự án tại cái thư mục uh, uh, tại cái thư mục của ta Đấy. Uh, basic đây Đấy. đó chúng ta hay là uh, mở mở code lên, open cái uh, thư mục đó. Rồi right, chúng ta sẽ sửa lại xóa một số comment đi ha. À ta sẽ xóa một số comment đi, nên ta sẽ Xoạc so, đây. My homepage Basic. Uh, we get page? the goal, scaffold uh ờ, uh, nó có gặp ba uh, để ta chạy cứng dụng trước rồi ta sẽ giải thích ra là uh, basic we get uh, body center try Take yeah. Rồi, cái okay, trang ví dụ cái ví dụ. Đây Thì đầu tiên ta thấy là, là cái cái mà tôi lập đây. Này, mà lập đây. Thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh cái cái mà tôi lập tùy chỉnh cái gì? Đấy. Thì chúng ta hãy set cái thái á. cái thái À, đây là cái thái hiển thị trên cái trong cái thanh uh, uh, thanh tiến trình của Android ha. À, cái này khi chúng ta chạy ứng dụng đó, thì uh, nó hiển thị cái cái thái đối cho ứng dụng này tôi là Basic Get mà tùy ta đặt ha Đấy. Uh, cái quan trọng nữa là cái quan trọng cái điểm quan trọng của cái app thì đó là cái um, uh, cái theme này uh. Uh, chúng ta có thể cung cấp cái uh, uh, cái thông tin để chúng ta định dạng cái ứng dụng uh, chỉnh cái theme cho ứng dụng uh, Chỉnh cái theme ứng dụng uh, thì nó sẽ nhận cái theme nó tính theme này nó nhận vào cái gọi là cái theme data này ha uh. À, thì đây là định nghĩa tất tục tật những cái gì liên quan đến cái quy định cái cách hiển thị cho cái app ta. Đấy. À, chúng ta chúng ta có thể là không cần phải cung cấp cái này thì nó sẽ đưa ra cái cái thêm data mặc định ha, mặc định của cái hệ thống Redisio. Đấy. À, còn chúng ta muốn tùy biến gì đó thì thì chúng ta chỉ tùy biến cái uh, set cái thuộc tính ta cần tùy biến thôi, à, cần tùy biến thôi. Đấy. À. Ừ, thì chúng ta có thể là bỏ qua cái này cũng được để, nếu mà ta không muốn tùy biến cái cái màu sắc gì cả thì uh, tùy biến cái cách nó uh, dụng thì chúng ta bỏ qua cũng được này nhưng mà thông thường thì đây là cái, uh, cái tính ta sẽ uh, sử dụng để chúng ta tùy biến cái dụng ta cái cách hiển thị dụng ta đúng không đây. thì uh, này nó thừa rồi chúng ta có cái hôm chúng ta có cái home, uh, chúng ta có cái home cái home là quy định cái trang đầu tiên cái uh, sẽ được hiển thị khi ứng dụng nó chạy à, ứng dụng nó chạy lên thì hiển thị cái trang gì à, thì thường thường đây là cái trang tôi từng nghĩ cái trang chủ ứng dụng đây đúng không ạ cái trang tôi muốn khi ứng dụng chạy lên thì hiển thị gì à, thì là có trang home cái này giống như trong web nhưng trang web cũng có trang home đúng không ạ à, đây cũng vậy á à, chúng ta hay định nghĩa nhiều trang nhưng mà cái trang bắt đầu là trang nào đúng không ạ à, thì chúng ta hay là định nghĩa cái trang là trang home này đó ấy cái trang ta hay bắt đầu. Nó khiến dùng nó chạy lên thì nó hiện thị chân nào lên. Đấy thì đó chúng ta nhìn vào cái home ha. cái home. Đấy. Ờ nó có một số cái uh, chúng ta chạy thử á, ta chạy thử chúng ta sẽ nói tiếp. Rồi ờ, ta tôi có một cái emulator đây. Đấy. thì chúng ta muốn biết là nó sẽ nhận như nào nhận danh giá những thuộc tính nào thì chúng ta hãy xem á à, xem cái chúng ta re chuột vào trong cái uh, trong cái mà số này thì nó ta thấy là nó gợi rất nhiều cái thông tin á bạn chị thấy là nó có rất 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 nhiều Đúng không? rất nhiều cái chúng ta không có sử dụng hết được thường ta không sử dụng hết đâu à, nhưng mà nó có rất nhiều cái 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 thuộc tính chúng ta hãy xét cho nó cho à, cái app này à, chúng ta chỉ sử dụng bây giờ chỉ dùng ba cái thôi đúng không ạ ba cái cơ bản những cái cơ bản thôi nhưng mà chị uh, thấy là nó có rất nhiều cái thuộc tính đó. đấy uh, thì cái này đương nhiên ta không thể nhớ hết chúng ta phải xem cái document của mình đó uh, chúng ta cần cái gì chúng ta phải xem document của đó để xem cái khả năng tùy biến như thế nào đúng không ạ uh, uh, cái khả năng tùy biến rất, rất nhiều á đấy uh, chúng ta không thể tìm hiểu hết cái này được đấy. sẽ có một số cái thuộc tính chính thôi uh, chúng ta cũng biết thuộc tính gì là xem cái này đó. Chúng ta hãy click vào đây để chúng ta xem cái code nó rồi ha. Đây, đây. Đã, chúng ta uh, rê chuột vào chúng ta nhấn control đó, để nhấn control. Rê chuột vào cái cái lớp mà ta muốn xem thì ta hãy click vào thì sẽ đi đến cái đoạn code uh, của nó. Đã, đây, chúng ta sẽ trong một số trường hợp ta hãy xem cái code nó luôn. Được không ạ? Ừ, mấy anh chị nào chạy mà chạy máy ảo không được thì, thì, anh chị có thể nếu anh chị dùng Android thì chị có thể là điện thoại Android chị điện thoại thì anh chị có thể kết nối vào á à, kết nối vào Hồi này bị dễ lỗi à, nó bị dịch lại anh chị có thể là kết nối cái máy thật anh chị vào á thì nó cũng sẽ nhận nếu mà anh chị chạy máy ảo không được Ơi, à, vì, vì lý do gì nó tôi cũng không biết nó nó chạy nó không được lần đầu. Rồi. Rồi. thì chúng ta sẽ có cái uh, cái giao diện đây, à, đầu tiên. Thì chúng ta thấy là uh, cái thêm, cái rõ nhất là ta có thêm. À, thì cái thêm đây nó sẽ có rất nhiều cái cái thuộc tính chúng ta hãy set đó. chúng ta rê chuột vào thì thấy là có rất nhiều thuộc tính ta set là nói chung là nó điều khiển tất cả tật những cái cái cách hiển thị cái style hiển thị của tất cả các thành phần trong cái giao diện chống dụng mà tôi vô đấy thì chúng ta cũng không có tìm hiểu hết đâu à, chúng ta chỉ có thể quy định xem một số cái cái cách để ta set cái màu sắc chủ đạo này thôi à. thì cái thuộc tính quan trọng của cái thêm đó là cái color scheme này À, thì color scheme này nó định nghĩa uh, tập tất cả các cái, cái cái cách định nghĩa màu sắc trong cái ứng dụng á uh, uh, nó định nghĩa tập 30 màu á uh, cho đây nó tập 30 màu nó dùng để uh, uh, để 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 chỉnh màu sắc cho tất cả các thành phần trong cái ứng dụng ta Đấy. thì đương nhiên chúng ta không set uh, đủ 30 màu như này như vậy đúng không ạ À, đương nhiên nếu chị nhà thiết kế thì chúng ta sẽ tùy tùy biến được cả cả 30 này nhưng mà à, thông thường thì chúng ta không cần đúng không ạ thì đây chúng ta tôi dùng cái cái cho nó cái màu chủ đạo thôi nhưng là tạo cái color scheme từ một cái một cái cái màu chủ đạo đó màu dùng là deep color deep deep purple này đấy à, tông màu chủ đạo của nó là màu màu tím, màu tím sâu, thì nó sẽ tự động nó nó xét cái tông màu này thôi, thì tự động nó sẽ xét tất cả những cái màu khác cho phù hợp ha theo cái 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 tông màu này. thì ứng dụng ta anh chị thấy nếu mà tôi gõ anh chị thấy kỹ không nhưng mà nó sẽ có màu tím tím nhạt á, tím tím nhạt, ta, cái tông màu chủ động. Đấy. và những cái thành phần giao diện nó cũng sẽ có cái màu theo cái tông màu tím này. Đó. À, thì đây là cái cách đơn giản này chúng ta sẽ xét cái tông màu chủ đạo đương nhiên nếu trời muốn cấu hình từng màu cụ thể cho từng thành phần giao diện thì chúng ta cần phải tìm hiểu nó uh, sâu hơn xíu ra đây. ở đây chúng nhưng mà thông thường thì uh, trừ khi anh chị thiết kế uh, nó chuyên nghiệp xíu thì chúng ta uh, có thể là cần phải tùy biến nó sâu hơn nhưng mà thông thường thì ta chỉ tùy biến một số màu nhất định ra đấy Rồi right ở cái home page, là cái home là cái trang khi mà ứng dụng nó chạy lên thì nó uh, hiển thị ra cái cái trang này để, thì đây là cái trang uh, giao diện ta, định nghĩa trang diện ta. Uh, nói thêm về cái material app đây. Uh, thì chúng ta có cái uh, một số thuộc tính quan trọng, đầu tiên là cái color scheme. Uh, thì tập 30 màu định nghĩa theo đặc tả của Material 3, phiên bản mới nhất của cái hệ thống thiết kế này. Để, dùng để uh, cấu hình màu sắc tất cả các thành phần trong giao diện ta à, tất cả những thành phần giao diện nó thì quy định bởi cái cái màu sắc của nó cái thành phần giao diện nó quy định bởi cái color skin này Đấy. À, thì trong cái này nó có ba cái nhóm chính ha ba nhóm màu chính được phân nhiều là cái màu cấp 1, cấp 2, cấp 3 à, vậy thôi nó chỉ làm cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đấy, màu cấp 1, màu cấp 2, cấp 3 Ở các cái màu khác thì nó sẽ dẫn xuất từ ba cái màu này ba cái màu này Đấy, nó dẫn xuất ra thì đây là ví dụ chúng ta chỉnh cái 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 theme data theo cái màu cái indigo rồi đó đây, màu tím cũng dạng màu tím nào thì nói với cái màu trong mà á thì cái màu của nó theo dạng cái một cái một cái dạng bảng màu đó cái một cái màu nó có nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau ha à, thì chúng ta sẽ thấy cái cú pháp này à, ví dụ color Uh, theo cái sắc thái uh, có cái chỉ số sắc thái đây 550 uh, là cái nói chung là cái màu này cái sắc thái này nó quy định cái mức độ đậm nhạt ha của cái màu chúng ta. Đấy. Thì một cái màu trong cái hệ thống thiết kế màu nó sẽ có 10 sắc thái uh, được đánh số là từ uh, 5 uh, nó có là 50 100 200 300 400 và tới 500 600 700 800 900. Đấy uh, thì cái quy định cái màu như vậy thôi. Đấy. Uh, thì uh, chúng ta thông thường thì chúng ta thấy là cái màu trong cái code chúng ta sẽ có cái cái chỉ số này để quy định cái sắc thái màu thôi á cái con số này càng cao thì chúng ta chỉ có thể ghi nhớ là cái con số này càng cao thì cái, cái chỉ số nó cái cái màu nó càng đậm thôi Đấy. rồi đó là cái cái màu á chúng ta quy định cái màu Đấy, cái thuộc tính có scheme là chỉ định tất cả cái cái màu ta một cái thuộc tính nữa nó là liên quan đến cái định nghĩa cái tách á cái tách là cái tách thêm Đấy, cái tách thêm thì cái tách thêm nó cũng chia làm năm uh, uh, 5 nhóm 5 nhóm mỗi nhóm nó sẽ có ba cái nhóm nhỏ nữa ba thành cái okay, nhóm nhỏ như vậy chúng ta sẽ có 15 cái cái dạng tách thêm à, bây giờ tách thêm thể hiện như đây thì đây là giá trị mặc định của nó ha giá trị mặc đó thì cái này theo cái định nghĩa theo cái thiết kế thống thiết kế mà chủ ta đặt đặt hai vậy nha ta để thiết kế như vậy thiết kế như vậy Rồi thì cái tách team thì nó sẽ có cái 15 cái cái dạng tách team như thế này để chúng ta hãy tùy biến tất cả thông qua cái set cái tách thêm này để, này À, chúng ta hãy để giá trị mặc định của nó không được hoặc là chúng ta tùy biến đây. đây. Rồi. À, ngoài cái cái uh, color scheme và cái uh, text theme này, à, chúng ta cái theme data nó còn sẽ có chứa cái uh, cho chúng ta tùy biến từng cái thành phần cụ thể nè từng thành phần cụ thể nữa. À, ví dụ đây, chúng ta có thể tùy biến cái uh, cái app bar theme á, app theme đây. À, chúng ta có thể là ngoài cái test thêm này à, cái color scheme, cái test thêm từ đây mặc định ha. Nếu mà ta không set thì để mặc định. Đây tùy biến thêm cái app ba thêm à, là cái thêm quy định cho cái cái app ba ta. Đấy. À, thì chúng ta đây chúng ta set là cái uh, foreground là deep purple và cái background là màu trắng. Đúng không? Trong màu trắng. À, tôi quy định cái app ba. App ba là cái thanh cái trang điều diện nó xuất hiện trên đây. Đây. nhưng giờ nó cái nó không có màu sắc gì cho này các bạn, không có chữ này thôi. À, bây giờ tôi sẽ chỉnh nó lên uh, cái background nó thành màu 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 uh, màu trắng và cái foreground tức là cái màu của cái text ấy, nó thành màu uh, màu tím, sao Ta xem lại, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có đầu uh, tiếp này. Đấy. Hoặc là chúng ta cho nó cái chữ nó là thấy màu tím này có thể nhìn hơi khó thấy. Chúng ta chỉnh lại, ví dụ như là chúng ta chỉnh cái background nó thành là màu uh, 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 deep purple và wow, chúng ta phối cao thành màu sáng ha. màu sáng màu uh, white đi color white màu thấy nó nhìn nó dễ hơn đấy uh, thì chúng ta hãy chỉnh được cái màu của cái uh, cái app bar cho toàn bộ những cái app bar trong ứng dụng ta đấy uh, thì nó set ra uh, thì những cái thành phần này chúng ta hãy tìm những cái thêm trên cái uh, thông qua cái thêm này nào không có cái thêm data này. Đó. Chúng ta rê chuột vào hay lấy ngoài cái app thì chúng ta sẽ có đây có rất nhiều nha, rất nhiều chưa. Đấy rất nhiều những cái uh, cái uh, cái thêm, ví dụ như icon thêm và cái tag thêm rồi app ba thêm rồi uh, cái cái bottom ba ba thêm. Đấy quan có rất nhiều, nói chung là nó tùy chỉnh tất tật những cái uh, cái thành phần giao diện á. À, chúng ta đi mặc định hoặc là chúng ta cần tùy biến cái gì đó thì chúng ta định nghĩa à, set cái cái thuộc tính cái 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 thêm cho cái thuộc tính đó các cái chỗ thêm data này chúng ta chúng, chúng lưu ý đó là cái app này à, mà tôi app này chúng ta dùng cái thêm data để chúng ta set cái thêm cho cái ứng dụng này à, trong cái thêm này có ba cái thuộc tính có hai thuộc tính quan trọng mà thông thường chúng ta thường cấu hình sử dụng đó là cái color scheme là chỉ để quy định tất cả cái, cái 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 vấn đề về màu sắc à, có 30 mươi cái màu sắc trong hệ thống thiết kế và 3 chúng ta có cái tách thêm à, quy định về cách hiển thị cái văn bản à, và chúng ta có từng những cái thêm những thành phần những cái thành phần giao diện à, ví dụ như ví dụ ta có appa đây là định nghĩa cái cái thêm dành cho appa à, chúng ta hay không định cần định nghĩa cái này cũng được ta không ta cho giá trị mặc định của cái cái, cái, cái hệ thống thiết kế mà cũng được ha à, nếu chúng ta không có không muốn tùy biến gì cả thì chúng ta để à, nhưng mà chúng ta hãy tùy biến từng thành phần như vậy à, thì đó là cái thêm đó à, chúng ta hãy set tất cả ở đây thông thường thì người ta ứng dụng thì người ta sẽ là à, bỏ chút thời gian ta thiết kế và ta định nghĩa tất tần tật, tật những cái màu sắc ta trên đây à, để cho dưới này chúng ta có không có cần phải chỉnh cho màu sắc nữa đấy. Ở dưới này chúng ta muốn chỉnh tùy chỉnh lại cũng được á có một số thành phần như vậy ta muốn chỉ chỉnh lại thì cũng được đấy à, ta muốn chỉ chỉnh lại cũng được đấy. À, ví dụ như này à, thì à, chúng ta định nghĩa đây hoặc là chúng ta tùy biến à, từng cái cái chỗ ví dụ trong cái app tôi muốn là tùy chỉnh lại ví dụ là chỉnh là, chỉnh là uh, chuyển cái background color Đấy. rồi uh, ở đây cái thêm data này nó có một cái uh, cũng rất là hay đó là uh, khi chúng ta định nghĩa cái thêm data trong cái trên cái một số app này thì những cái 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 widget gọi là cái widget con tức là nằm bên trong cái mà tôi này lòng bên trong và tôi này có thể chi xuất được cái giá trị của cái thêm data ta, ta set đây ha, vậy đó thì chúng ta không cần phải lập đi lập lại cái cái việc định nghĩa cái thêm này ở dưới này những cái thành phần có thể cho định nghĩa cái thêm nữa, à, Ta tùy biến từng cái thêm cho từng cái thành phần nữa, à, nhưng mà à, chúng ta sẽ định nghĩa cái những giá trị tổng quát đây và chúng ta chỉ cần tùy biến thì chúng ta sẽ chi xuất lên đây rồi chúng ta có thể là tùy biến những giá trị thay đổi giá trị cần tùy biến đó, chẳng hạn gì, tôi không cần phải copy nguyên tham data này xuống dưới đây, đấy. À, thì làm thế nào chi xuất cái dữ liệu trong cái thêm data này à, à. thì chúng ta có thể là trong cái widget con widget lòng bên trong cái mà tôi chúng ta thấy là có cái my home bay là nằm bên trong của cái mà tôi này nó là cái home này làm, nó xem nó nằm bên trong đó, lòng bên trong đấy à, thì chúng ta trong bên trong đây chúng ta hãy chi xuất được cái dữ liệu của cái thêm data đấy. thông qua cái hàm là thêm opt contact đấy là chúng ta lấy được cái thêm data gần nhất trong cái cây ờ à, nói cái, trong cái 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 cây phân cấp uh, we get. À, thì đây chính là cái data gần nhất đây. À. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái color scheme. À, đây thêm data thì color scheme như vậy. Đấy. À, là color scheme ta set đây. À, lấy chính là giá trị này. Ở à, đây tôi muốn là nó có tới 30 màu luôn ha. Thì uh, ví dụ muốn chỉnh cái uh, cái app 3 đây là tôi muốn là uh, cho cái màu ờ uh, Uh, màu nghịch đảo với cái màu 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 chính này, đây, nghịch đảo với màu chính uh, thì uh, chúng ta thấy đây uh, chúng ta có cái alpha background color nó dạng như này, đây, như này, đây. Đúng không? Thì đây ví dụ là cái nói nói là chúng ta hãy là tùy biến cái uh, cái giá trị của từng thành phần thay vì cho định nghĩa chung trên đây, đúng không? Uh, thì chúng ta hãy tùy biến những cái thành phần, những cái test, những cái A3 những cái thành phần Uh, cụ thể bên dưới này có thể là chúng ta nghĩa nó, nó 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 cụ thể riêng biệt đấy đó là cái điểm thứ nhất điểm thứ hai đó là uh, chúng ta có thể chi xuất được cái thông tin thêm data uh, Anh chị xét ở đây trên uh, thêm bảng này uh, ta xét giá trị chủ đạo trên này thì dưới này chúng ta hãy chi xuất được ha uh, chi xuất được thông qua cái cái hàm thêm up contact này Uh, nó sẽ hãy lấy được cái cái thêm data để object á, đây là object chúng ta set cho giá trị object thêm data cho cái này đúng không ạ? Uh, thì chúng ta hãy dưới đây chúng ta muốn chi xuất nó thì chúng ta thông qua là thêm object contact. À uh, thì có thể chi xuất được cái đối tượng thêm data chúng ta đặt ở đây. À được không ạ? Đấy. Ok. À, ở đây để chúng ta sẽ bắt đầu cái ví dụ chúng ta à, chúng ta sẽ xây dựng à, một cái à, tôi có định nghĩa sẵn là tập các cái một cái uh, thêm á tập cái uh, cái thêm ta sử dụng thông qua cái app thêm này à, tôi copy cái này á đưa vào trong cái basic sì quyển của chúng ta đây mất thời gian để tránh mất thời gian thì ta định nghĩa cái này tôi định nghĩa cái này trước này. Rồi, cái app thêm này có gì thì áp này tôi định nghĩa sẵn uh, tập các cái cái thêm này nó không có gì đặc biệt nó chỉ là định nghĩa cái cái, cái màu sắc cái test này nọ thôi đúng không ạ thì tôi hỗ trợ tôi định nghĩa sẵn cái uh, cái thêm thêm sáng thêm tối cái hai thêm data cho sáng thêm cho tối đúng không ạ uh, thì đêm sáng có gì uh, thì nó sẽ return ra một cái thêm data thôi uh, thì ta cần một cái thêm data nó return cái theme data thôi đấy thì có một số cái thuộc tính mà người ta mới nói đó uh, đầu tiên là cái color scheme À, tôi dùng cái color scheme mặc định, color scheme slide theo cái theme sáng mặc định ha. Rồi tôi chỉnh cái text theme của nó thành cái light text theme đây. À uh, light text theme là cái text uh, text theme cho theme sáng có nghĩa là uh, chữ tối ha, uh, chữ tối hiển thị trên nền sáng. Đấy, thì ở đây tôi định nghĩa cái uh, light text theme đây. Uh, thì ở đây là cái tên của các cái uh, uh, các cái phong các loại uh, các loại text trong cái số yêu tôi định nghĩa cho thay đổi một số thuộc tính cho nó thôi Đấy. Đó. Nên tôi dùng một cái phong một cái gói thư viện từ cái google phong á này một con ống sen này à, tôi set cho là cái cái body cái body lạc đi à, cái tách có cái, cái, tên là body lạc thì nó sẽ uh, dùng cái phong size này có cái kích thước cái cái phong quay tức là đồ đậm nhạt đó in đậm in không đó. Đó. đó cái màu sắc này Đấy. tôi tùy, tùy, biến lại cái tách đó này tùy biến lại những cái những giá trị tách đây, vậy thôi Đấy. Ờ, chỉ biến lại một số đó. ta nói chúng ta mới nói có 15 cái loại tách á 15 cái loại tách này chúng tôi tùy biến một số loại thôi tôi tùy biến số loại đây Đấy. Ờ, tùy biến một cái số cái tôi sử dụng trong cái code ta vậy thôi Đấy. đúng không rồi rồi sau đó thì uh, tôi tùy, tùy biến ví dụ như checkbox thêm app ba thêm này nọ đây xét cái màu sắc màu sắc này nọ thấy cái màu sắc tôi muốn màu sắc như nào màu sắc như nào thôi đúng không ạ ờ thì cái này giúp ta ngồi ta chỉnh cho nó ta ngồi một buổi ta chỉnh ha chứ không gì đâu Đây. chỉnh cái màu sắc thôi chứ tất là mấy cái này ta không cần thiết chúng ta chỉ muốn chỉnh cho nó đẹp xíu thôi cho theo cái cái ý ta Hoặc theo cái dòng cách ta cho thì cái thêm ta lại có cái có lên quy định cái màu sắc à, cho cái tách thêm quy định cái tất cả những cái liên quan đến cái cái tách ta kích thước này là phong chữ rồi chúng ta sẽ có từng thêm cho từng cái thành phần giao diện như có checkbox này, cái thêm của apa, thêm của lot Action button, à, thêm cho cái thanh điều hướng à, à, bên dưới, rồi ta sẽ nói sau các bạn. Môi có nữa nhiều cái cái dạng nữa ha. Thì tôi định nghĩa này trong cái cái thêm này tôi sử dụng cái gói thư viện google font để chỉnh cái phong Làm thế nào để cài đặt cái gói thư viện này thì rất đơn giản thôi, chúng ta quay đến cái file là bookback.yaml ha một cái email. thì cái file này hôm trước nó cũng nó hơi rùng rã xíu mà thật ra chỉ là comment nhiều thôi ta sẽ xóa một số comment đi ha cho nó dễ nhìn xíu Đây. Thì cái file cái file bookback.yaml này là cái file cấu hình cho dự án ha. À, thì chị nào học web thì à, chúng ta này tương tự như file bucket.json trong môi trường nó sẽ gì đó, json và cái file chúng ta định nghĩa cho file à, file dự án ta. Đấy. thì trong đây nó liệt kê thông tin dự án, dù tên dự án, em miêu tả dự án này nào phiên bản dự án là cái môi trường nó chạy như nào và đặc biệt là có cái dependency ở đây liệt kê những cái thư viện người ta sử dụng á, và đồng thời ta khai báo những cái những cái asset đó. tôi sẽ nói sau, vậy chung là đây cái file nó miêu tả dự án và đặc biệt là nó miêu tả những cái dependency của dự án đó là những cái thư viện ta sử dụng, thì đây chúng ta cần tải dần sử dụng một cái thư viện tên là Google Phong để ta chỉnh cái phông, ta có Google phông, thì bạn sao cho một này à, chúng ta điền vào và chúng ta chỉ cần sao đây trên hết thì tự động cái code nó tải về chúng ta thư viện đó ha. Nè, tải về chúng ta thư viện đó Đấy. thì chủ yếu trong cái phát triển dụng với flutter thì chúng ta hiệu chỉnh chủ yếu là cái file bootstrap gmail này và cái thư mục lib ha Đấy, chúng ta thấy là trong dự án nó có rất nhiều cái code này nọ nhưng mà chủ yếu chúng ta viết code đó, chỉ viết á chủ yếu là hai chỗ là cái thư mục lib này À, những cái hoa đạt chúng ta đây và cái bút bách gmail đây chúng ta khai báo những cái asset và những cái uh, những cái cái, cái cái dependency ta sẽ sử dụng trong dự án ta được không à. thì có ta thấy là rất nhiều cái dự án nhưng mà thông thường thì chúng ta chỉ sử dụng chỉ chỉ dùng đến hai cái thư mục đó là uh, cái thư mục là lib và cái cái file bút bách gmail thôi đúng không à, cụ thể ta mới khai báo thư viện này rồi. khi khai báo xong thì chúng ta thấy là nó không còn lỗi nữa không ạ chỗ này chúng ta đã có sự việc này à Rồi. Ờ, thì chúng ta tôi định nghĩa thường thường ta định nghĩa cái app thêm này ra một cái lớp riêng á để chúng ta tách biệt nó với cái code chúng ta này. thì lúc này chúng ta cần import vào, chúng ta không có tạo một cách mà thủ công như này nữa mà chúng ta sẽ chỉ cần là import vào thôi. À, thì chúng ta import rất đơn giản là ta dùng câu lệnh import ha. À, dùng cái đường dẫn tương đối Rồi. chúng ta hay là uh, cái app uh, thêm, app thêm. Đây, Rồi. chúng ta import cái app thêm. Đây. Ở à, trong đây chúng ta định nghĩa cái lớp gì lớp ạp thêm không ạ ạp thêm thì vậy chúng ta có là final uh, biến thêm đúng không ạ uh, bằng ạp thêm uh, chấm uh, dùng như like đúng không ạ nhầm like in thêm sáng à, thêm sáng à, thì chúng ta set cái thêm cho chúng ta à, set cái thêm sáng à, sẽ thêm như vậy nó sẽ gọn hơn nhá cái thêm ta định nghĩa bên ngoài như vậy là sẽ cái thêm, chúng ta xem lại chúng ta sẽ có cái thêm như này thêm sáng, này là thêm sáng nha. Rồi chúng ta thử thêm tối á, à, cái text này thì nó hơi uh, hơi nhỏ có thể là cho nó to xíu thì ta hãy chỉnh cái set text size, text size, text size, text size, này nhấn vào cái text size ở đây chúng ta hãy là chỉnh cái font size, ví dụ như là Uh, cho nó là 32 chẳng gì. không uh, sai là 32. Uh, 32. Thì nó to hơn chứ, không? to hơn xíu. Đấy. Right. Ở đây chúng ta hãy thử thêm tối, ta sẽ chỉnh là chúng ta sẽ xem thêm đắt. Uh, sao lại? Thì chúng ta sẽ có cái thêm đắt. Thêm đắt. Uh, thì nó hơi khó nhìn các không ạ? sẽ trong, trình ta tìm hiểu thì ta sẽ dùng thêm sáng cho nó dễ xíu để thêm like. đó, đổi lại thì chúng ta có cái được cái thêm, thêm 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 sáng đúng không? Đấy, thông thường thì tôi định nghĩa thêm một cái một cái pha riêng biệt như này là tùy chỉnh tất tần tật những cái gì đó là cần đúng không? thì những cái chỗ khác nếu mà chị muốn thay đổi thì chúng ta cũng có thể thay đổi được ví dụ cái tách chỗ này ta muốn là thay đổi nó thành cái cái tách thay cái cái phòng nào đó hoặc là cái kích thước nào đó cụ thể này là thay đổi được Rồi. đó là cái app ha, tôi app. Cái widget thứ hai uh, chúng ta sẽ sử dụng hầu hết trong những dụng tất cả ứng dụng ta sử dụng đó là cái scaffold ha. Uh, scaffold. Đầu tiên là cái material app đúng không ạ? Uh, cái thứ hai là cái scaffold. À, uh, trong cái material app nó có cái này. Uh, chị để ý là thấy chúng ta có cái debug đây không ạ? Uh, chúng ta có cái app thông thường thì cái app trong quá trình phát triển thì chúng ta thấy có cái 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 banner đi bắt trên đây đi uh, cái góc bên phải này màu đỏ này không ạ anh chị viết uh, code thì thông thường thì nó sẽ chạy có cái điều cái cái này uh, chúng ta giả sử chúng ta viết xong rồi chúng ta muốn triển khai chúng ta muốn bỏ cái đi bắt này đi không ạ thì chúng ta cũng có xét một đột tính trong cái uh, cái cái mà tôi á, ví dụ chúng ta là uh, ta đi bắt uh, so check một banner uh, subject là false uh, khi ta sell này lại thì chúng ta thấy này uh, khi ta sell lại thì nó mất ha Đấy, khi ta sell lại thì chúng sẽ tự động nó sẽ mất đây chúng ta sell lại thì đây nó mất này đây là cái một cái một cái thuộc tính ta hay sử dụng để ta check cái bỏ cái gì bắt đây Rồi, cái widget thứ hai uh, chúng ta thường xuyên sử dụng đó là hầu hết ta luôn sử dụng đó là cái scaffold à, cái scaffold là định nghĩa cái à, một cái khung sườn trang á một cái trang giao diện à, một trang giao diện thì chúng ta muốn vẽ gì vẽ trên trang đó thì tùy ta nhưng mà thông thường thì chúng ta muốn định nghĩa cái khung sườn trang giao diện trước ha à, thì scaffold là cái giống cái, cái, cái nên định nghĩa một cái widget đó định nghĩa cái cấu trúc cái trang giao diện chúng ta đó, trang giao diện chúng ta uh, theo cái hệ thống thiết kế mà tôi vô Đấy. thì các phone nó có rất nhiều thành phần á à, cái trang giao diện theo hệ thống thiết kế mà chủ nó sẽ có rất nhiều thành phần nó có cái app bar app bar là cái thanh phía trên này à, định nghĩa sẵn ta cái app bar đây Đấy. app bar này là cái giống cái tự đề của cái trang không à, ạ nó có cái phần nội dung cái body ở đây Đấy. ở dưới đây thì nó có cái cái navigation bar navigation bar nếu ta muốn ta bật nó lên đấy nó có cái load action button nó có cái nút cái nút nó nổi lên này à, này theo hệ thống thiết kế của studio đấy à, nó chúng ta có cái cái thanh điều hướng bên trái phải cái rover đó gọi cái rover đấy à, chúng ta có cái Snack Bar, nó bật lên bật xuống này cũng được, có nữa đấy nói chung là nó định nghĩa tất nó rất, rất nhiều cái 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 khung sườn trang nó theo cái phong cách thiết kế của studio ha đấy thì nó có rất nhiều thành phần như vậy chúng ta muốn cần cái gì đó ta bật nó lên, như là ta, ta ta set thuộc tính cho nó, ta gán giá trị cho đó. Đấy. Thì đây là một số thuộc tính của cái scaffold đó, nói nhiên tôi thấy, ta không thể dùng hết đâu ạ, trong trang thì chỗ này đang trang đơn giản ta không cần dùng hết. Đấy, ta cần cái gì đó thì ta set thôi. Đấy. À. Rồi. 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 Rồi trong ví dụ này chúng ta thấy là chúng ta có cái scaffold không ạ? và chúng ta chỉ dùng hai cái thôi đó là cái app bar. Đó ta set cái app bar. thì app bar anh chị thấy là nó nhận như chị gì thì nó nhận chúng ta có cái app bar ha. Đó app bar đây. có cái widget app bar định nghĩa cái một cái một cái app bar gì đó. Nó có cái title, nó có cái text hiển thị trên app bar. nó có background color này chỉnh cái màu sắc tùy biến cái cái style nó thôi, đúng Rồi body là cái phần nội dung. Phần nội dung bây giờ nó chỉ hiển thị cái cái text này nằm giữa vậy thôi. Đó nằm giữa. Đúng không? Rồi, rồi, chúng ta sẽ bắt đầu định nghĩa. À, chúng ta sẽ định nghĩa cái thanh điều hướng bên dưới này, là cái app 3 ha, cái bottom navigation À, thì cái này cũng một cái thành một cái dạng giao diện rất là thường thường gặp phổ biến ha à, chúng ta có cái những thành những cái tab bên dưới này à, chúng ta hay là tab qua tab lại và chuyển qua chuyển lại giữa các cái uh, giữa các cái uh, cái trang giao diện nhau này đây có dạng giao chung cái, cái cái một cái ví dụ cái trang giao diện rất uh, rất thường uh, sử dụng trong cái những cái dụng trên điện thoại ha có những cái tab như này thì trong cái hệ tôi vô á uh, nó gọi là cái bottom navigation bar ha ba thì chúng ta chỉ cần set thuộc tính cho cái scaffold thôi, cái cái bottom navigation bar của cái scaffold thôi, đúng không ạ? Thế này. Rồi chúng ta sẽ bật cái bottom set thuộc tính cho bottom navigation bar. Đấy. Thì giá trị nó là gì? Nó 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 sẽ là nhận vào một cái navigation bar, nó có cái widget tên là navigation bar, đúng không ạ? À, trong đây chúng ta sẽ có set cái cái destination, một cái list các cái uh, Na, na, navigation và destination đấy chúng ta có cái navigation destination đấy. ở đây thì rất cái hai thuộc tính icon và cái label đấy icon và cái label đấy. Ờ, thì chúng ta sẽ cái icon ví dụ như là icon uh, uh, cạc kiếp gì đó uh, cạc ha uh, chúng ta có label có cái title, có cái label ở vô cạc một này chúng ta sẽ fix nó Đây. chúng ta sẽ có ba cái thẻ đi ba Đây, chúng ta có ba cái cạc ha cạc một cạc hai và cạc ba xem lại thì chúng ta thấy dưới này chúng ta thấy có ba cái cạc này này ba cái Đúng không à, dưới này chúng ta thấy có ba cái hành điều hướng đây và ta muốn là à, mỗi lần ta tap cái hành điều hướng này thì chúng ta sẽ uh, chuyển trang không ạ chuyển trang như vậy chúng ta phải có ba cái trang và ba cái phần ba cái body ha và mỗi lần ta tap một cái thì chúng ta sẽ uh, chuyển qua cái trang giao gì đó đúng không ạ thì như vậy thì chúng ta phải bắt cái sự kiện người dùng không ạ? À, thì trên cái navigation bar này nó sẽ có thể bắt được cái sự kiện người dùng ha. À, chúng ta sẽ tab được những cái destination. Đầu tiên thì ta set được cái destination này là cái destination nó mặc định đúng không ạ? À, thì mặc định nó là cái đầu tiên đúng không ạ? À, nhưng mà chúng ta hãy set được thông qua cái uh, cái uh, cái selected index ha. À, mặc định nó sẽ là không là cái index đầu tiên sẽ được select các bạn Thì chị xem lại nhìn thấy là Uh, nó cái màu cái cái màu xanh này nó active này để đánh dấu này là active á thì nó có màu xanh này đúng không ạ cái màu xanh này thì tùy, vào cái theme ta chỉnh đó này tôi chỉnh là màu xanh là active đấy, đấy. Uh, thì cái selected next là màu xanh này đúng không ạ nếu ta chỉnh là một thì uh, chị thấy là nó sẽ là uh, cái, 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 cái 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 thẻ thứ hai đúng không ạ cái destination thứ hai đúng không ạ sao đúng không ạ ok thì như vậy chúng ta hãy xét được cái uh, cái index nào là active á À, từ, từ, từ. Cái tiếp theo nữa đối với cái sinh bar này nó có thể là bắt được cái sự kiện ha, ví dụ nó có là on destination selected ha. À. Thì nó có cái hàm chỗ này để ta bắt sự kiện ha. À, khi ta select một cái destination nào đó trong cái mảng này à, thì nó sẽ cho nó hay gọi cái hàm này chúng ta. Đấy, hàm này có chỉ số index. À. chúng ta hãy là ring ra thử á, à. thì chúng ta ring cái index ra. À. thì chúng ta thấy à, mỗi lần ta tap mà nó tắt ta một cái thì chúng ta thấy là à, dưới này nó sẽ in ra giá trị của cái chỉ số của cái cái thẻ của cái destination mà ta tắt ha đây nè à, 0, 1, 2 đây à, đây chị thấy không ạ dưới này nó sẽ chỉ ra chỉ số này 012 à, 0, 1, đúng không ạ đây. như vậy ta muốn ra ta muốn là à, khi ta tap một cái thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái cái body thành một cái trang khác không ạ qua cái trang khác à, qua trang khác à, như vậy thì ở đây nó cho phép ta gì ta cho nó nó mới biết được cái chỉ số của cái cái destination mà ta set không ạ, chỉ số mà ta set như vậy thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa thêm à, một cái à, một cái mảng ha, à, một cái list các cái page Một cái list cái page à, thì chưa giờ chưa, giờ chưa. À, bây giờ chúng ta là muốn là cái cái biến select next nó động ha muốn đọc ờ, tức là mỗi lần ta ta nhấn cái tab một cái một cái một cái destination nào đó một cái, cái cái, thẻ nào đó một tab nào đó thì tôi muốn là cái tab đó thành cái tab active á hiện giờ chúng ta tab thì nó cũng không ăn thua mà ờ, nó muốn tôi muốn là tôi tab cái cái số 3 này thì cái card này sẽ là cái card active không còn không không cái 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 card một này không còn active nữa À, hiện giờ thì nó tab thì nó cũng cái cạc một luôn luôn là active tại vì người ta không thay đổi chỉ số của cái selected index index cũng là luôn luôn là không đúng không thì như vậy chúng ta định nghĩa cái này ta định nghĩa thêm một cái biến uh, cái biến gọi là uh, select index đúng không ạ? index à, là không, Đấy, đây là không, đây, rồi ta sẽ nói này sao? Đây. À, không. Và chúng ta sẽ set cái selected text này chính là bằng giá trị của select text. Không ạ? Và mỗi lần tôi ta tab này thì tôi ta sẽ gán giá trị của selected text bằng uh, bằng giá trị của text đúng không ạ? Đấy, à, cũng rất là logic đúng không ạ? Đấy, à, ta định nghĩa cái biến selected text này và, và ta set giá trị selected text bằng giá trị của okay, uh, select text này, là bằng biến này và mỗi lần ta táp thì ta set giá trị cho nó lại, đúng không ạ? Set trị cho nó lại. Đấy. À, nhưng mà ta chạy, à, ta chạy lại, thì chúng ta thấy là nó vẫn không hoạt động ra, à, chúng ta táp nó không có ý nghĩa gì cả. À, cái cái bột vẫn là cái active đúng không ạ? À, cái bột vẫn là cát tiêu. Này, cái này là cái hôm trước ta nói đó. À, thì um, À, chúng ta đang ở trong cái tấy liệt quyết à, cái biến này nó không thể thay đổi được à, có thể thay đổi được nhưng mà cái giao diện nó sẽ không có aware được đó. nó không có phát hiện được sự thay đổi và nó không thể cập nhật được cái lời giao diện đúng không ạ à, biến trạng thái nè à, chúng ta hãy gán giá trị cho nó nhưng mà nó chỉ gán trong mặt cái, 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 những cái chỗ mà sử dụng cái biến này nó sẽ không biết được cái biến này thay đổi hay không đấy à, thì uh, chúng ta có cái cách là chúng ta phải chuyển cái này về cái tấy full quyết để chúng ta hay gọi cái hàm setState này à, mỗi lần cái biến thay đổi thì ta thể dùng cái state để chúng ta báo hiệu à, sau đó những cái chỗ nào sử dụng cái 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 biến trạng thái này thì nó sẽ cập nhật lại nó tự vẽ lại cho ta à, như vậy thì ta cần vào cái này thành cái stateful đó à, ta cần vào uh, chuột phải vô ta refactor uh, cần vào to stateful này thì nó sẽ cần vào cái tự động nó cần vào thành stateful đó này rồi thì lúc này chúng ta định cái biến này cũng bình thường thường như này đúng không ạ à, chỗ này ta quan sát thông thường như này mà chúng ta hay là uh, để báo hiệu thì chúng ta phải có cái hàm set á uh, set stay uh, chúng ta với cái tay vùng thì chúng ta hay có cái hàm set stay định nghĩa sẵn chúng ta uh, chúng ta thay đổi biến trạng thái thì chúng ta đặt trong cái hàm set stay, như này Đấy. như vậy thì uh, khi nó ra chạy thì lúc này uh, mỗi lần chúng ta tap thì nó thấy là nó thay đổi đây đúng không? À, cái active nó thay đổi đúng không ạ à, à, mà ta thì chúng ta tấp cái thẻ ba thì cái 3 thẻ ba nó thay đổi thẻ hai thẻ nó thay đổi đúng không ạ à, tại vì mỗi lần ta tấp thì cái cái select cái index thay đổi và chúng ta đặt nó trong hàm set state như vậy thì những chỗ nào có sử dụng cái hàm select index này nó cũng sẽ thay đổi theo thì trong chỗ đây đúng không ạ à, nó thấy là nhận biết ở cái biến này thay đổi cho đó thì nó sẽ vẽ lại ở chỗ này là select index là select là à, tùy vào cái chỉ số thôi cặp đây đúng không ạ Rồi. À, cái tiếp theo nữa đó là Uh, chúng ta muốn là định nghĩa tập một cái uh, một cái trang uh, mỗi lần ta tap qua thì nó sẽ đổi cái trang cho diện ta đúng không ạ uh, thì với cái bottom uh, cái navigation bar này cho ta được cái index đúng không ạ uh, index thì chúng ta dùng cái index này để chúng ta index vào trong cái một cái mảng các trang Một cái list các trang đúng không ạ uh, để set cái trang đó vào trang cái trong cái phần body đi này uh, thì ta mỗi lần ta tap thì nó chuyển trang mỗi lần tap chuyển trang đúng không ạ uh. như vậy thì ta định nghĩa một tập các cái um, uh, các cái trang ha uh, trang à, ờ, thì ta định nghĩa một cái à, uh, biến cái, uh, các cái list các trang list các gọi là bay trang gì à, đó là list các bay Đãi. Ờ, cái này chúng ta coi chúng ta không có làm theo anh chị Ờ, cái này chúng ta coi thôi chứ làm anh chị làm chậm quá thì này mình đâu có đi đâu được đâu. ạ? Ờ, chúng ta thì chắc ta phải coi lớn coi, coi, coi lui này. để Thì chúng ta hiểu cái cái quy tắc ha. hiểu quy tắc chúng ta không thể tôi không thể làm đây mà anh chị làm theo được Đấy, trong một hai buổi đầu vậy thôi, cài bản việc thôi. Đúng không ạ? Ở cái này chúng ta phải coi tới coi lui người ta làm, có thể làm tạm tự làm theo cái cái bài anh chị có video rồi anh chị phải tự làm đó. Chứ giờ làm theo anh chị anh chị theo cái tốc độ anh chị thì Uh, nó có thể là ta không có đi đâu được tới đâu được cả đúng không ạ nếu mà uh, cái này chúng ta xem cái, cái quy, cái quy tắc á chúng ta tìm hiểu cái quy tắc và có chỗ nào không hiểu nên chị uh, chị hỏi nhá uh. chứ uh, sau đó thì anh chị làm rồi uh, theo cái 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 uh, cái uh, theo cái bay của anh chị theo cái uh, cái tiến độ của anh chị theo cái, uh, cái tốc độ của anh chị rồi uh, có gì người ta trao đổi đúng không ạ uh, này tôi giới thiệu cái trong trong quá trình lên đây chúng ta Ờ, mà hiểu cái quy tắc, đấy. để chúng ta coi được, ta, ta hiểu được cái cách nó, nó làm như thế nào, đấy. rồi Đây. Đây. Đây, chúng ta định nghĩa cái list các bay, một cái list các bay, à, list các bay, à. một cái mảng các bay. rồi chúng ta sẽ dùng cái index này, chúng ta index à, để đưa, đưa vào trong cái phần body, đúng không? À, tôi cập nhật rồi anh chị, anh chị vào lại, à, tôi cập nhật rồi đó nha Đấy. À, tôi đã cập nhật rồi đó. linh thì còn tôi đã cập nhật rồi. đây à, thì đây tôi sẽ định nghĩa à, bốn ba cái các bạn có ba thẻ container red green và blue. Đây. cái container là gì? ta sẽ nói sau nhưng tạm thời cho định nghĩa là uh, red green blue à, ba cái uh, phần ba cái trang đây, như này uh, red green blue đây. và mỗi lần nó thay đổi cái index thay đổi thì chúng ta sẽ chỉnh cái body lại ha à, chúng ta sẽ à, điều chỉnh cái body lại thành là base By... uh, à, selected index đúng không ạ mỗi lần cái selected index thay đổi thì chúng ta sẽ vào cái trang tùy vào cái index ha à, vào cái trang red blue đúng không ạ tùy vào cái index là gì đúng không ạ à, bảo tôi đi màu đỏ sang đỏ xanh hoặc là xanh xanh chuối hoặc xanh dương đúng không? Xanh chuối dương đây. À, giờ chúng ta thấy là đây màu đỏ đúng không ạ đây là đầu tiên đỏ nó qua tab cái cạc thứ hai tab cạc thứ hai khi silly technique nó thay đổi thì nó qua tới xanh xanh chuối đúng không ạ rồi qua đây qua xanh xanh dương đúng không ạ đây đó, à, đây đúng không ạ À, chúng ta hãy tab qua chúng ta hãy qua lại qua lại giữa các cái trang anh chị coi chị hiểu cái nguyên tắc anh chị ví à, dụ như tại sao nó táp được như này đúng không ạ tại sao táp được như này đấy Để, cho tôi cầu anh chị là trong cái 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 buổi lớp này ta chỉ theo dõi cái cách làm thôi đúng không ờ, à, làm thôi rồi anh chị thấy là tự anh chị làm theo cái tốc độ của anh chị á à, có video rồi thì chúng ta hãy làm theo tốc độ của anh chị rồi à, chúng ta bị chúng ta hãy táp được ha là táp được ba thành qua ba cái trang khác nhau đúng không ạ đây thì đây là chúng ta tới đây rồi đúng không ạ thì các widget À, thì nó nói rồi hầu hết các trong cái blaster mọi thứ đều ghép chúng ta chỉ học cách sử dụng ghép á học cách sử dụng ghép lồng ghép ghét nhau nhắc lại thì nó cũng giống như cái việc chúng ta học cách sử dụng những cái thẻ html vậy thôi đúng không ạ à, thì này cũng tương tự có những cái ghép có sẵn người ta sử dụng học cách sử dụng thôi đấy nó cũng giống tương tự những cái thẻ html có những thuộc tính thì này cũng có những thuộc tính ta xét cho thuộc tính cho đó đúng không ạ à, cũng tương tự như những thẻ HTML thì thẻ này lồng thẻ kia, đó, đây tay cũng là widget này lồng widget kia, đấy thì uh, chúng ta tôi hay nhóm các quy ghét theo những cái nhóm sau dụ chúng ta có quy ghét tạo cái cấu trúc hoặc điều hướng đó là cái ví dụ như cái mà tôi gọi là app scaffold app bar bar thép bar hay rover là vâng. một số cái quy ta sẽ nói sao để tạo cái cấu trúc và điều hướng ta cấu trúc trang cấu trúc dụng không ạ à, Cấu trang và những thanh điều hướng này uh, cái nhóm quy thứ hai chúng ta hãy kể đến đó là cái quy kết hiển thị thông tin Đại quý đơn giản thôi quy những cái như cái tag cái tag anh chị muốn hiển thị cái đoạn tag nào đó À, chúng ta có cái image, chúng ta hiển thị cái ảnh à, cái ảnh có thể là từ một cái file hoặc là từ một cái 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 trên web như vậy à, chúng ta có cái icon à, icon chúng ta hiển thị cái icon nào đó hoặc thì những cái button những cái nút đó. À, những cái nút à, thì trong loader nó có một số cái nút như này à, limiting button text button icon button rồi cái plotting uh, action button à, cái cái button action button ta đã thấy rồi đó à, cái nút nó nổi lên trong cái phía góc dưới bên phải đúng không wow. Để chúng ta điều chỉnh ta hãy điều chỉnh được cái vị trí nữa chúng ta có cái uh, widget tạo bố cục định vị trí. À, ví dụ như cái widget center hồi nãy đó cái ví dụ trong ví dụ đó là nó sẽ um, canh giữa cái widget con của nó, à, nó sẽ đặt cái widget con nó nằm giữa nằm à, giữa cái cái khoảng trống đó. Đấy. À. Và có rất nhiều cái widget định vị trí khác ha. Đấy. Thì nãy chúng ta có sử dụng cái uh, cái container, à, container Uh, container. Uh, thì container này nó là cái thùng chứa uh, một cái widget chứa container nó chỉ là cái widget nó tương tự như cái thẻ div trong HTML. Uh, thẻ deep trong HTML. À, nó chỉ là cái cái nhóm của widget khác. Uh. Uh, cái, một cái widget dùng để nhóm các widget khác là nhau. Uh. Nó nhóm các cái widget cây uh, uh, một số thuộc tính uh, set, uh, set thuộc tính, một số tính quyền làm cái uh, cái uh, dụng padding, màu sắc này, nó cái uh, uh, của cái widget con đó. À, nó có container thì đây anh chị các bạn anh chị hình dung giống như cái thẻ deep đó thẻ deep trong cái html thôi Đấy. À. à rồi, có một số cái thẻ khác nữa cái khác nữa rồi để sắp xếp các bằng tử theo dòng cột thì chúng ta có cái uh, column hoặc row Đấy, column hoặc row ha có column hoặc row Đấy, thì uh, này dễ chúng sắp xếp theo dòng các cột Đấy. Rồi, chúng ta hãy có cái stack nữa hoặc tôi nói cái stack sau Đấy. À, cái ngăn xếp để nó chồng với nhau theo chục chục z theo trục màn hình đó. rồi chúng ta có cái widget nhận dạng cử chỉ, cử à, chỉ, chỉ à, tương tác người dùng. À, ví à, dụ như là chúng ta có cái single try run wheel và list wheel, list wheel là những ta cuộn được ha. À, chúng ta sẽ cuộn được, Đấy, cuộn theo dạng cuộn ngang lên xuống hoặc là qua trái phải đó hoặc là chúng ta có những cái guess như là gesture detector, in well, dismissible là những game ta nhận dạng những cái cái thao tác cơ bản, ví dụ như là ta tap vào một cái nút nào đó, tap vào một cái ảnh nào đó, tap vào một cái text nào đó, wow. à, cái tap là một cái hoàn tử nào đó. Đây thì chúng ta có những cái widget để nhận dạng cư chỉ nó ta bắt cái sự kiện thôi nó trung cấp ta cái hàm để bắt sự kiện thôi Là ta cung cấp cái hàm ta định nghĩa cái hàm để khi mỗi lần ta tap vô hay làm cái gì thì cái này nó giống như cái việc anh chị xử lý sự kiện trên javascript này nọ thôi trên web này nọ thôi Nên nó không có gì đặc biệt gì thì nó có rất nhiều widget này thì chúng ta sẽ làm ví dụ á tự nhiên ta không thể đi qua hết tất cả này nhưng mà ta xem xét một số ví dụ á ta hiểu cái cách làm việc đó ha Đấy chúng ta không có tài nào, ta học hết được cái này, chúng ta sẽ làm, làm từ từ, ta hiểu cái cách vận dụng thôi, là chúng ta không có thể đi qua hết tất cả cái này được, không ạ. OK, chúng ta sẽ xây dựng cái giao diện như này trên màn hình ta. Chúng ta có cái, cái hình chữ nhật, các bạn, có cái hình chữ nhật nó hơi bo tròn góc, không ạ. Chúng ta có hình nền, cái hình nền nằm, ở cái hình chữ nhật này có cái hình nền bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm bốn cái text chồng lên nhau như này hai cái tách ở góc trên bên trái và hai cái tách góc dưới bên phải Đấy. thì chúng ta xây dựng cái giao diện này Đấy. chúng ta sẽ dùng những widget uh, để tạo cái như cái, cái cái giao diện này Đấy. thì uh, đây ví dụ đó ở đây là chúng ta trên uh, bên cái cái uh, slide liệt kê để tạo cái giao diện này chúng ta sử dụng cái widget sau đây chúng ta có cái container Đấy. Uh, container Thì đương nhiên thì cái này cũng giống như HTML có rất nhiều cách để chúng ta thể thiết kế giao diện này. Uh, đây là không phải là một cái, chỉ là một cái cách ha. Chị em uh, Có rất nhiều cách để chúng ta thiết kế giao diện. Ta hãy có nhiều cách để ta lồng ghép những cái thẻ, những cái widget để theo để đạt được cái giao diện như ý muốn. Đấy. Đây là một cách, uh, một ví dụ ha. Uh, uh, có rất nhiều cái cách khác giống như anh chị trang web có nhiều cách để chúng ta hay lồng ghép các thẻ với nhau để tạo thành cái giao diện như anh chị muốn muốn. À, một cái trang web như muốn. muốn. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ thôi. Uh, rồi, để hiểu được cách cách sử dụng widget này. Thì chúng ta có cái container sẽ định nghĩa cái 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 khung ngoài này cái container. Thì với cái container chúng ta hãy định nghĩa cái khung bên ngoài to như này cái khung có dòng trò tròn bo tròn góc này để chúng ta chỉnh được cái hình nền đó hình nền đó để hãy bo tròn góc cho nó cho tròn góc đó Nói chung container thì chúng ta hãy làm được nhiều thứ như này nào rồi. rồi đương nhiên để có thể lót cái ảnh thì chúng ta cần phải có cái cái widget là email để hay load lót được cái ảnh đó. Đấy. À, rồi để hiển thị text thì chúng ta có widget text Đấy. À, rất rất là đơn rất là bình thường có email chúng ta hiển thị có widget tên là email có text thì hiển thị text Đấy. À, để mà cho các widget nó chồng lên nhau như này à, dùng cái text thì nó chồng lên cái container đúng không ạ à, chồng lên container và chồng lên cái ảnh của container thì chúng ta sẽ có cái stack xếp à, cái stack trong anh chị nó xếp các widget nó theo cái trục trục ha. cái trục mà uh, phía màn hình đó đúng không? À, chúng ta có trục Ờ, chụp đứng là hoặc là chụp ngang hoặc có chụp z là chụp đi ra ngoài thì màn hình ta đã, chụp z đúng là này giống như cũng trông như giống như trong web nha có trong web trên web trên web nó có chụp z đó. Đã, ta nhìn vô, đã, nhìn vô. thì ta hãy xếp chồng các uh, cái cái ghế cái lên trên thông qua cái sắt ha Để, thì ta ví dụ á chúng ta sẽ ví dụ à, xây dựng cái ứng dụng như này Rồi. Okay. Thì đầu tiên thì ta sẽ có một số cái asset một cái số file ảnh đó. một số file ảnh thì chúng ta sẽ cần phải copy một số file ảnh. Tôi có sẵn một số file ảnh đó. Thì chúng ta muốn import một số file ảnh hoặc là một file asset nào đó vào trong dự án mà muốn tham chiếu nó phải dùng gì trong dự án. Thì như nào? Thì tôi sẽ copy nhé. tôi sẽ ví dụ. À, đây, tôi có số một một, một cái tập tin cái thư mục tên là asset này tôi có bây giờ đây, đây. Đấy. à, có một cái thư mục chứa những cái uh, cái ảnh á những ảnh thông thường ta đây, đây. Đấy, những ảnh này này à, một số ảnh này. Đấy. đây này chúng ta đặt trong cái thư mục asset à, anh chị đặt tên thư mục nào cũng được á à, có một số ảnh mà chúng ta muốn sử dụng một số ảnh này trong cái dự án của ta vậy thôi ý nghĩa là vậy ha Để chúng ta có một số file ở bên ngoài chúng ta muốn đưa vào trong dự án ta đưa muốn, muốn tham chiếu và nó muốn đưa sử dụng trong dự án ta à, thì cái những file này gọi là cái file asset ha file asset Đấy. À, những file ảnh hay những file text những file gì đó chúng ta cần tham chiếu đến trong cái ứng dụng ta Còn sử dụng trong dụng đó. Đấy, thì gọi là file asset à, chúng ta hay đặt tên khác là file cái asset cũng được cũng được ha. không không nhất thiết là thư một tên là asset anh chị đặt tên gì cũng được ví dụ email tên gì đó tùy chị không nhất thiết là asset ha. thông thường ta gọi là asset nhưng mà anh chị đặt tên nào cũng được ha rồi ta copy vào trong cái thùng dự án à, với cái tên nào cũng được ha tất lại với tên nào cũng được Đấy. À, đừng có nên đặt tên có khoảng trắng ha đặt tên khoảng trắng đừng có tên thường thường đơn đơn giản thôi như asset chẳng gì này. bước tiếp theo là chúng ta phải khai báo ta sử dụng những cái asset trong đây ha à, thì chúng ta làm điều đó trong cái file bookback trong Gmail Ở Gmail thì dưới đây à, chúng ta sẽ khai báo ha. À. À, đây chúng ta hãy khai báo là asset Đấy asset và chúng ta muốn là em sử dụng tất cả những cái file trong cái thư mục tên asset đây cái từ khóa asset là bắt buộc trên đây là bắt buộc à, nhưng mà cái ngày này là tên của thư mục á tên thư mục này tùy anh chị đặt tên thư mục anh chị đặt tên là gì thì chúng ta sẽ thể hiện tại đây à, cái từ trên đây là từ bắt buộc này từ asset trên đây là bắt buộc theo cái cái cú pháp đó nhưng mà asset dưới đây chính là tên của thư mục này á anh chị tên thư mục mà anh chị đặt cái thư mục tên khác thì chúng ta sẽ là tên khác chỗ này chị hiểu không ạ À, đây là cái cái, cái cấu hình asset của flutter ở đây là bắt buộc ở trên này là bắt buộc cái từ khóa asset là bắt buộc à, tuy nhiên dưới này thì chúng ta hay liệt kê có 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 nhiều thư mục khác nữa Anh chị liệt kê qua đấy anh chị liệt kê ra tất cả những thư mục mà anh chị muốn import vào đúng không ạ ở đây tôi chỉ có một thư mục duy nhất là tôi muốn em vào đó là thuộc asset đây đấy. Đấy, nhắc lại chỗ này anh chị đặt tên gì cũng được ha không nhất thiết là asset à, thì đây tôi sẽ tham chiếu sử dụng được tất cả những cái file trong cái thư mục asset này đúng không ạ à, tức là những cái file ảnh này đó ta sell lại thôi à, như vậy là chúng ta hãy là import được cái asset vào trong dự án của ta rồi đúng không ạ à, chúng ta có một file ảnh hay có những cái phong nào đó nhưng có những cái file tất cả những tất tật tật những cái file nào ta muốn sử dụng những ứng dụng ta đó thì chúng ta thông thường gọi là cái file asset đó mà ta hãy import vào Ờ, cái file thăm của lớp 1 là cái một cái file code ra một cái file code ví dụ này anh chị phải đọc cái file hướng dẫn hướng dẫn nó có chi tiết từng bước từng bước từng bước anh chị làm gì làm gì làm gì đúng không ạ ở trong cái file hướng dẫn của cái bài tập lớp 1 á tôi cung cấp tất cả những cái đầy đủ cho cái file khác nhưng mà anh chị muốn làm muốn, sử dụng như thế nào á bước biết sử dụng nó như nào anh chị phải xem cái file hướng dẫn á trong lớp 1 quá anh chị mở file lớp 1 cho PDF tutorial PDF ra thì trong đó nó sẽ có từng bước từng, từng bước bước chị làm cái gì làm gì làm gì làm gì anh nếu cần thì sử dụng cái A. anh chị đọc cái phần dẫn ta thấy anh chị đọc tới đó như cái phần dẫn rồi đó thống tt thì tôi sẽ có phần dẫn là làm gì làm gì với cái file đó đúng không rồi khi nào anh chị đọc không hiểu thì ta ta hỏi á câu hỏi đấy nhưng cái cách làm lại bị ha à, tất cả các cái bước trong bài thực hành thì nó sẽ từng bước từng bước có hướng dẫn có hướng dẫn hết đấy rồi cái bước nào anh chị làm không hiểu thì anh chị có thể hỏi đúng không ạ đó là cái cách mà làm ha rồi quay lại ứng dụng ta thì chúng ta sẽ định nghĩa Uh, cái cạc thứ nhất này uh, để cho nó uh, nó ta định nghĩa trực tiếp trong đây thì nó hơi rườm rà quá ta định nghĩa cái file bên ngoài ha à, uh, ta gọi là cạc một như vậy cạc một đạt ha cạc một chấm đạt Đấy thì chúng ta định nghĩa cái state liệt we get đó. chúng ta bắt đầu với cái state liệt we get à, thông thường ta không cần phải để state full chỉ bắt đầu với state liệt we get đó. nếu cần state full thì chúng ta sẽ chuyển thành state full rất dễ thôi một cái click chuột thôi Đồng thời chuyển thành cái widget là từ tài liệt sang state full Đấy, rất dễ do đó thì cái chỗ này chúng ta hãy bắt đầu ta chưa biết gì cả ta không cần phải suy nghĩ nhiều cả ta thể là bắt đầu với state liệt ha thì cái này có cái cú pháp rất đơn giản thôi, chúng ta mở cái file chấm tạc lên và chúng ta chỉ cần gõ st thì nó sẽ gửi chúng ta là cái dùng cái tẩy liệt hay tẩy full á à, chúng ta đây nó gửi chúng ta này đúng không ạ đấy chúng ta chỉ cần gõ là st đấy thì nó sẽ ra cái này đấy đấy. đấy. thì chúng ta chọn tẩy liệt thì chúng ta sẽ gõ enter một cái à, enter đấy thì chúng ta sẽ có cái cạt á định nghĩa cạt cạt một thông thường thì cái tên lớp nó cũng nó cũng giống giống cái tên 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 file đúng không ạ cạt một đấy, một Rồi Trang một này tôi có cái gì Thầy ơi, nghĩ chút rồi ơi, đầu quá Ờ ừ, chút không không có kịp tiếp đầu anh ơi à. ừ, Anh nghĩ anh nghĩ này có video mà anh chị gọi lại ha ờ... Ở cạc một ta Dạ, dạ 5 phút rồi thầy ơi Thì chúng ta có thể là bỏ cái cái này qua cạc một ha Xong một nữa ờ, Chúng ta có thể là đơn giản là ta bỏ lên một cái container đây Các bạn chúng ta thấy ví dụ như là một này à, chúng ta có thể thì dùng thay thế cái chỗ này à, chúng ta hãy cho là cái container copy container này là cái kẹt một ta return cái container color red đấy là red đúng không ạ là, là red rồi à, như vậy thì thay vì chúng ta dùng container color red ở đây chúng ta sẽ import cái kẹt một đấy chúng ta sẽ import kẹt một import cái kẹt một đây. Em đạt. Và chỗ này thì chúng ta có thể là cái báo là cái con cạc một. Đây. Xem lại. Đó. Thì cái ứng dụng thì vẫn không có gì thay đổi mà cái cạc một như nó cũng là cái container màu đỏ thôi. À, màu đỏ thôi. Đó. Đó. Đó, chúng ta không có thay đổi gì cả. Này. À, nó có lời bật test đây. Hi. Chúng ta sẽ uh, định nghĩa cái uh, cái uh, cái uh, cái cạc này chúng ta ha. Đây. Uh, cái quý đầu tiên là cái widget container. Ở đây là cái uh, widget uh, tạo cái cái khung chứa thôi, nó dùng cái thẻ div trong HTML thôi. À, thì nó có một số thuộc tính chúng ta hãy set kiểu như alignment cái width hay, cái margin, padding, cái container, cái decoration là cách chúng ta hiển thị cái container như nào, dù ta thấy bo tròn góc này nó bóng đổ này nó. một số thuộc tính trên form có thể là xoay cái container theo cái trục nào đó, xoay nó thành 30 độ, 40 độ đó, thì ta, được không? thì đây là một số thuộc tính, có rất rất nhiều thuộc tính container sẽ có rất nhiều tính, nhưng mà chúng ta chỉ dùng một số ít thuộc tính thôi, mà dù ta hãy set cái width cái hay nhé chỉnh cái độ rộng, độ cao nó thôi. Đấy, à, chiều rộng, chiều cao đó. Đây. Rồi ta set cái set margin padding cho nó. Đấy, đúng không? Đây. Rồi ta set cái decoration để thay bo tròn góc này vậy. Đấy. Trong một số trường hợp có thể là trên form tức là ta ta xoay đó, cho ừ. nó, nó 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 giao diện nó 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 đặc biệt xíu như vậy. đây, Rồi, chúng ta container đây. À, chúng ta sẽ Uh, chúng ta sẽ set cái cái width ra uh, à, dụ cho cái width là uh, 350 Đấy, uh, cái hay là 450 chẳng vậy à, cái width cái hay là 450 pixel chẳng vậy Đấy, pixel Đấy, đúng không rồi để chúng ta có thể là uh, bo tròn góc hoặc là chúng ta set cái cái background á thì chúng ta hãy dùng cái decoration á tính decoration, à, decoration à, tôi set nó cái box decoration, Đấy, cái decoration Đấy. À, cái width hay để set cái chữ width hay á và cái box decoration để chúng ta uh, chỉnh cái hình dạng của cái container chúng ta, Đấy. À, nó hình cái hình họ các bạn, chúng ta có thể set ở trong này chúng ta hãy set cái email, tổng tính email Đấy. Và chúng ta hãy set một cái thuộc tính đó là cái border radius ha. Và chúng ta có cái border radius là chỉnh cái cái cách bo tròn góc như nào vậy thôi. Đấy. Có hai thuộc tính ha. Cái email ta sẽ set cái background của cái cái container của ta. cái background container của ta và cái border radius là để bo tròn cái góc nè. Đấy. Góc này. Ờ thì chúng ta hay border radius ta là on. On. Uh, tất cả các góc ha uh, uh, và chúng ta bo góc tròn uh, cho 10 pixel như vậy 10 pixel pixel rồi email thì chúng ta sẽ load từ cái uh, uh, cái email có sẵn trong cái xe tới tay bọt vô đó uh, xe đây uh, chúng ta sẽ có cái email là uh, mac 1 cho đúng không ạ mac một bng chúng ta sẽ load cái email đó Ờ à, thì chúng ta có cái decoration image ha. Uh, decoration image. Đây. Đây sẽ được thì trong đây có đây cái image. À uh, cái image này lấy từ cái file asset cho đó thì ờ uh, nó gọi là cassette image. Đấy. Chúng uh, ta truy cái đường dẫn ha, uh, dẫn đến cái file đó, asset rồi ờ ờ mac1.bg, đó À, đường dẫn cho file set đó. À, cái cách chúng ta hiển thị đó là fix uh, cover này uh, nó, comment thì chúng ta sẽ à, con này quen đây à, uh, xem lại thì lúc này tôi thấy là chúng uh, ta request lại thì chúng ta có cái email à, có cái thùng container. Đúng không ạ? Có container 340 à, theo cái trục ngang và chiều cao nó là 450, đúng không ạ? 450. Có cái ảnh người ta có bo tròn góc, bốn góc đúng không ạ? chúng ta bố cho như nằm giữa thì chúng ta hãy là à, ráp nó lại bên trong một cái center. Đúng không ạ? À, thì cách ráp này đơn giản là chúng ta chỉ cần là à, Rê chuột vào trong cái đến cái container, đến cái phần tử ta muốn ráp lại á. Ta cần chuột phải, ta refactor, ta wrap với center. Wrap với center. Đấy, Để chúng ta wrap với center đây. Đúng không ạ? Wrap center đây. Để ta sell lại. Đấy. Thì lúc này ta thấy là nó sẽ nằm giữa. Đúng không ạ? À, chúng ta có cái widget nằm giữa như này. Nằm giữa này. Đúng không ạ? Nằm giữa này. Rồi cái container này nó có cái cái thuật trai á cái get thì thường nó sẽ có cái con đó là lòng bên trong container là cái gì thì tiếp theo ta muốn là lòng cái test lên đây ạ à. ta muốn trồng những cái test lên đây trồng những tét lên đây thì chúng ta có cái get tên là stack là stack ta sẽ trồng những get con này lên trên nhau trồng những cái test lên trên nhau hả lên trên nhau chúng ta có bốn cái đoạn tét bốn cái đoạn tét À, để chúng ta chồng lên nhau Đấy. À, như là chúng ta thấy trong cái giao diện này đúng không? chúng ta có bốn cái tách bốn cái tách để ta chồng lên nhau Đấy. thì chúng ta có thể Nên nghĩa bốn cái tách này bốn cái tách này Đấy. À, thì cái tách ví dụ thôi không có gì đặc biệt hết nhưng là bốn cái đoạn tách thôi Đấy. À, này tôi làm cho giống cái slide thôi nhưng mà cái tách này không có gì đặc biệt cả chỉ là bốn cái string thôi đúng không ạ à, ta muốn trồng những cái trên này, tech này lên trên cái container của ta này. À, ví dụ đây đúng không rồi right. container của ta để ý này chúng ta có container thì đây chỗ này nó có ở đây container đây nó có cái tray ha nó set cái con của nó là gì à, thì nó dùng cái stack ha dùng cái stack này cái stack à, cái stack là cái gate nó sẽ xếp chồng tất cả các gate con nó lên, lên nhau nó à, chồng lên nhau à, chồng lên nhau à, cái stack này anh chị giờ những cái ngăn ship nhở mà cái ngăn ship cái cái bàn cái ngăn xếp cái quyển sách mà chồng chồng quyển sách chồng chén gì đó à, nó stack cái widget lên nhau tất cả các con nó sẽ chồng lên nhau Đấy, tất cả chồng con nó sẽ chồng lên nhau đúng không ạ à, thì cái stack là cái widget nó sẽ có nhiều con ha à, một số widget nó sẽ có một con thôi dù cái center nó có một cái con duy nhất thì nó có được tính trai mà set trai nó cái gì đó Container gì nó có một con thôi thì nó có cái chai đây này À, còn cái stack á nó sẽ có nhiều con á, nó sẽ chồng các quy kết con lại nó với nhau à, có nhiều con không ạ à, làm cho Đấy. thì uh, stack này có cái thuộc tính chia ra đó cái array cái mảng á. À, nó cái kết con à, thì để đơn giản thì chúng ta chồng cái tag tag thì nó ta là dùng cái kết tag không ạ Đấy. À, tag à, chúng ta tag cái gì đầu tiên là cái uh, category Đấy. Rồi. rồi chúng ta tách tiếp là tách cái uh, cái thái thổ rồi chúng ta tách tiếp là cái uh, description và cuối cùng cái tách tiếp là, là cái cái ship thôi à, mới đầu đơn giản thôi Đấy. Đấy. có bốn cái tách này Đó. chồng lên nhau ta chỉ xem lại thì ta thấy là uh, cái tách này nó sẽ hiện giờ nó có màu đen á bởi vì không thấy. Là, ta sẽ chỉnh cái style đó là cho màu trắng thì nó đi trị thì giờ nó nó chồng lên nhau nhưng mà nó nó màu đen nên trời không thấy trên đây nè. Đấy. Là, ta sẽ chỉnh cái color nó lại để chúng ta chỉnh cho thấy nó thấy màu được. Đấy. Rồi, right. à, ta sẽ chỉnh style của nó ha, uh, thay. Uh, thì chúng ta có thể dùng cái theme mod này. Uh, theme mod nên ta lấy cái cái tag uh, thay của cái uh, cái team ta đã định nghĩa rồi đó đúng không ạ thì mới cần rồi uh, uh, này chúng ta sẽ import cái cái cái, app thêm đi chúng ta sẽ dùng cái test ta sẽ bỏ cái app thêm này ta app thêm uh, dark tech team và chúng ta sẽ cho nó là cái body lạc cho chị cho nó là body lạc đây đây là rồi tương tự cái title ta cũng cho nó style ví dụ ta có là app à, team à, lấy từ cái team ta định nghĩa đã rồi đã, đã trước đó đó dark tác thêm ta cho nó giả sử chỗ này chúng ta có display medium Đấy, này cái kích thước ha thì là cái kích thước cái text này. Rồi style add à, team. À đặt text team tiếp. Rồi à, chúng ta sẽ là ờ ví dụ như là body lab cho tiếp. Tương tự. Có thay thầu là display medium thôi còn lại thì chúng ta sẽ uh, body lab hết. Đây. Rồi. Xem lại thì cái này chỉnh cái cái style của cái text ra thì nó sẽ là text màu màu màu, màu sáng trên nền tối à, thì nó ra đây này thì anh chị thấy lên đây nó xếp chồng lên nhau như này à, cái stack mà mặc định nó xếp chồng 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 lên nhau đúng không ạ à, cái tăng chồng lên nhau rồi à, chúng ta thấy nhìn rõ hơn ta phóng tôi phóng to ra xíu ha à, phóng to ra xíu này à, cái text nó chồng chồng lên nhau anh chị thấy nó để ý không ạ đây nè đấy nó chồng 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 lên nhau như đấy à coi rồi làm thế nào chúng ta cho nó giãn ra cho nó giãn ra theo cái uh, uh, hai cái này ở trên rồi hai cái trên rồi hai cái dưới dưới này đúng không? Đấy. thì mặt định thì các cái con nó sẽ chồng chồng lên nhau như vậy đúng không? Uh, thì trong cái uh, cái tách để có thể là định vị trí của các cái uh, trong cái stack á, định vị trí của các cái con đó thì chúng ta, ta dùng cái widget là position đó à, uh, cái tên này position là định định vị trí đó là định vị trí đó à, uh, thì position thì chúng ta sẽ ráp các cái con đó là cái con nào ta cần định vị trí á ta sẽ ráp nó lại trong cái position và ta set cái thông số về cái vị trí uh, của nó Đây. ví dụ cái thái này à, cái thái này tôi sẽ uh, ráp nó lại với cái position ráp đó là chúng ta chụp chụp phải chỗ mà ta cần ráp là chụp phải refactor ráp với widget đúng không uh, widget thì tôi sẽ ráp tới lệ trên là position này và tôi sẽ cho nó cái này nó sẽ cách cái top cách cái cái cái, cái lệ trên 20 pixel như vậy tức là cho nó sụt xuống xíu à, sụt xuống xíu cách cái lệ trên đó lệ trên 20 pixel này chúng ta hãy set top left bottom right nữa set bốn bốn phía xếp kia Đấy. 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 thì chúng ta top. thì ta thấy lúc này thì cái cái chữ thay thầu nó sẽ thục xuống Đấy, thuộc xuống đây à, cách cái lề trên là hai mươi cell đúng không ạ à, cách lề trên hai mươi cell thì nó thục xuống như này đúng không ạ xuống như này rồi à, tương tự với chỗ khác á à, thì bên dưới này à, hai cái text thì tôi sẽ cho bên dưới cho đó thì tôi sẽ grab rồi position cái shape này là cái dưới cùng nhất cho tôi wrap lại position refactor wrap tới get uh, position. Uh, thì cái này tôi đặt muốn đặt từ phía dưới, đó thì tôi sẽ chọn là uh, bottom là 10, uh, tức là cách cái cạnh dưới 10 pixel thôi, đúng không ạ? Và này cho sát với lề phải, right là không Thì cho sát với lề phải luôn, cạnh dưới 10, uh, cách cạnh dưới 10 và sát với lề phải. Ta sao lại thì ta thấy là dưới đây chúng ta sẽ thấy là có nó sẽ uh, kéo xuống đây à, có cái tác dưới này uh, sát cạnh dưới là 10 và uh, cách cạnh dưới là 10 pixel và uh, cái cạnh trên là cạnh cạnh phải là không tức là nó sát cạnh phải luôn đúng không ạ uh, cái bước còn lại chúng ta chỉ cần là một cái cái position cái description nữa thôi đúng không ta refactor ta chụp phải cho nó uh, refactor chúng ta wrap with get uh, uh, tức là boisson ờ, cái này chúng ta sẽ cho nó cao cao một xíu cho đó thì cao hơn cái 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 dưới xíu rồi bottom thêm ba chục cho chị cho cái rai là không vẫn là sát cạnh dưới luôn này lại thì lúc này chúng ta sẽ có là cái tách đây đó. Ờ, chúng ta có cái tách góc trên góc dưới đúng không thì ở đây nó sát màn hình quá nó sát cái 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 container quá ờ, nó sát cái 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 kịch trục 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 cái lề trái lề phải quá Đấy thì cái này chúng ta đang ở trong cái container do đó thì uh, chúng ta có thể chỉnh được cái padding á uh, này giống như khái niệm trong web thôi không ạ à? chúng ta có cái padding là cái uh, cái khoảng cách từ cái lề uh, đến cái từ, từ cái bóc đến cái uh, đến cái nội dung không ạ như vậy thì chúng ta hãy chỉnh cái chỗ này chỉnh cái padding uh, chỉnh padding lại ở uh, ví dụ container thì nó có cái padding đây uh, chúng ta sẽ chỉnh cái padding là uh, uh, tất cả là uh, trong tất cả các phía on uh, tức là uh, tất cả các trục tất cả các phía 16 như vậy ta sao lại à, thì lúc này chúng ta có cái cái giao diện uh, uh, như thiết kế ha, như cái design chúng ta đúng không? nó có, có, cái khoảng cách này nọ đây thì đây là sản phẩm cuối cùng ta đúng không? chúng ta có cái uh, có cái layout như này À, anh chị có chỗ này có có gì không ạ chúng ta tạm dừng 5 phút rồi. anh chị có thấy có vấn đề gì thì ta có thể đặt câu hỏi ờ, vị trí thuộc đầu dòng táp vào có phân biệt không chỗ này à? mấy cái trong có à, thôi anh nó tự động nó phục phát cho anh à, nó sẽ anh chỉnh để cho tự động hoặc mát á cái cái này nó không có anh 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 để gì nó cũng chạy đó, nhưng mà nó có đương nhiên nó không đẹp đó. Uh, nó sẽ tự hoặc mát cho nó tự hoặc mát á cái tóc nhiều nè ý anh hỏi này không ạ à? ở trong code này nào? hay sao ý anh hỏi chỗ nào dạ đúng rồi đó thầy ví dụ như như mình táp mà nó không có đều nhau đâu, hoặc là như như thục ra thục vô nó nó có chạy không thầy hoặc là mình căng lại thôi chạy á tức là nó chạy nó miễn 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 đúng cái câu lệnh đó nó chạy thì nó chạy thôi tức là thuộc cái việc thuộc táp này nó không quan trọng á dụ cái này thì chị sao lại nó cũng chạy ha như vậy là nó thứ nhất là nó chạy À, tuy nhiên mà kiểu này nó chỉ gây rất khó theo dõi anh chị <laughs> tại vì chúng ta sẽ lòng các cái ghét lên nhau ta lòng lòng là lòng, với nhau mà anh chị lòng kiểu này là anh chị hỏi anh chị không biết lòng như thế nào luôn ạ à, anh chị phải cho nó format mát ha thì cái cách format mát là anh chị mỗi lần anh sale á anh chị sale anh chị muốn format mát á nó sẽ tự động format mát cho anh chị á mát này nó tự động nó chỉnh nó canh lề cho anh chị cho nó rất là gọn luôn đấy à, thì anh chị muốn điều đó thì chúng ta sẽ chào cái cái file reference à, chọn setting ha À, chúng ta sẽ chọn là cái uh, format đi gõ format ha à, thì đây à, dưới đây thì uh, format on bay format on sale ta check vào ha check vào thì mỗi lần anh chị format á, anh chị sale á tự động nó sẽ format code cho ta được không ạ à, Chắc lại á chúng ta vào file reference setting à, anh chị hãy search cái dụ là format chẳng gì chỉnh tay format thì trên đây nó sẽ anh chị kéo xuống thấy cái format on bay format on sale thì check vào để như vậy thì mỗi lần anh chị sao thì tự động cái nó format anh chị á có gì cái này đối với cái letter đó, thứ nhất cái cái code format anh chị format không đều vẫn chạy tuy nhiên thì rất khó để chị theo dõi <laughs> cái dạng này là cái code ta lồng 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 với nhau mà anh chị format không biết đường đó, nó nó như này không biết đường đâu ta sẽ sẽ thi không thể Thêm chỗ nào được nha thì không biết có gì mới trả lời được chị câu hỏi cho anh của anh không Dạ à? yeah, em hiểu rồi thầy ơi Rồi ok ừ. Mấy cái comment là tự động nó thêm cho chúng ta Tại ta chúng ta lòng lòng cốt với nhau mà Nó thêm comment cho chúng ta biết cái dấu này của dấu nào á đó, thì cái, cái đặc điểm của anh của cái framework này là như vậy nó lồng 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 với nhau như này anh chị để ý thấy là nó cũng giống như html chị tức là chúng ta cái về mặt sách cách sử dụng á đúng không ạ chúng ta nó định nghĩa sẵn cái tập cái widget rồi chúng ta sử dụng cái widget nó lồng 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 cái widget vào với nhau đúng không ạ à, chúng ta có container center center lòng những cái container lòng trong center không ạ rồi những cái thẻ center container thì có những thuộc tính ta set những thuộc tính đó đúng không ạ rồi, rồi các quy ghét thường có cái chai tức là cái cái con đó là gì là lòng đó cái một cái cấp lòng ở dưới đó Đấy. nó sẽ wrap bao lại cái con là gì rồi, một số quy ghét nó sẽ có cái children tức là có nhiều con À, dùng cái stack này nè nó hay có nhiều con nó sẽ chồng tất cả con lại với nhau Đấy. À, trong cái stack thì chúng ta dùng cái position để chúng ta định vị trí của phần cái con của cái stack này và tiếp tục nếu còn cái gì nữa ta lấy lòng lòng lồng tiếp đó ví dụ trong cái position này nó lòng trong cái tag này trong cái tag này lòng trong position này đúng không? À, anh chị có câu hỏi nào đó không ạ là sao? Anh? À về cái IDE tức là trình soạn thảo code nè, à, anh chị có thể có hai option á, anh chị có thể dùng cái Android Studio nó với cài thêm cái Liquid Letter thì nó cũng sẽ có cái cũng hỗ trợ anh chị viết code Và viết cái ứng dụng bằng letter, đúng không ạ? Anh chị dùng Android Studio cũng được ha. À, trong ví dụ trong cái trong trong uh, trên lớp này tôi tôi tôi, tôi tôi tôi, tôi, thường dùng quen cái v code á, đó tôi dùng -Code, nhưng mà anh chị có dùng Android Studio cũng được Đấy. nếu anh chị nào quen với Android Studio anh chị làm Android có làm Android hay sao đó à, mà có làm quen với Android Studio rồi thì anh chị hãy dùng Android Studio Đấy. À, thì chỉ cài thêm cái plugin của Flutter thì nó cũng cho phép anh chị phát triển cái ứng dụng bằng letter dùng Android Studio cũng được. Đấy. Thì cái này không quan trọng hết chứ là cái trình soạn thảo code là anh chị thích cái nào anh chị dùng đó nha Có hai option cho anh chị nó hỗ trợ chính thức đó là cái VS Code này. Code này thông thường thì ta phổ biến dùng VS Code ờ, hoặc là Android Studio thì nó vẫn hỗ trợ. Thì cái này tùy vào sở thích anh chị đó Đấy, nhưng mà code thì ví dụ thì tôi sẽ dùng VS Code là chủ yếu ha. còn câu hỏi nữa không ạ Rồi. Right. thì uh, có rất nhiều cách để chúng ta hãy làm uh, uh, nhiều cái một nhiều yêu cầu á uh, yêu cầu nhiều, một 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 yêu cầu có thể có nhiều cách làm khác nhau uh, ví dụ như là cái chỗ bo tròn gốc nè cái chỗ bo tròn gốc nãy chúng ta hãy dùng cái decoration của cái thuộc tính decoration của cái container hoặc là chúng ta kết hợp cái container với cái uh, cái clip rack clip uh, rack cái, giống như cái widget để cắt uh cắt cái khung hình đó, cắt cái khung cho chúng ta Đấy. Ờ, thì dù container là hình chữ nhật mặc định nó hình chữ nhật không? chúng ta sẽ bo tròn gốc nó thông qua cái clip r r r r r cách các dòng tròn bo tròn á bo tròn gốc này Đấy, chúng ta bo tròn gốc Đấy. hoặc là chúng ta cắt cái hình tròn hình oval gì đó vào cho cái, cái container ta container ta muốn cho nó cắt cái dòng tròn như vậy thì chúng ta clip oval đây oval đây Đúng rồi. À, thì đây là một cái cách để ta cắt bo tròn góc này nọ ha à, ta lồng cái container vào bên trong cái cái lip rack này hoặc là lip oval này Đấy. Được rồi. rồi mấy sắc position tôi mới nói đó. Đây thì vậy ha thì cái, cái, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu những cách sử dụng những cái container cái widget này thôi. À, ha à, đó, anh anh chị nhắc lại thì nó cũng là tương tự như cái chỗ html đó nhưng mà tìm hiểu cách sử dụng những cái thẻ html như nào Đây cũng vậy thôi tìm hiểu những cách những sử dụng những cái những cái widget như nào để có những cái quy tắc ha à, thật nó cũng không quá phức tạp đâu Chỉ à, chị dùng như từ học mới đầu học html thì có thể nó cũng mới đầu nó cũng hơi khó nhưng mà nhưng mà uh, chúng ta làm quen thì nó cũng sẽ cũng dễ thôi rồi À, tiếp theo ta sẽ thiết kế tiếp cái cạc thứ hai, à, cái cạc thứ hai. À, cái cạc thứ hai là cạc này, đúng không ạ? Ờ cạc thứ hai cạc này. Thì nó cũng tương tự đúng không ạ? À, tương tự nó có cái container có cái ảnh bên dưới, à, bên dưới đúng không ạ? À, nó cũng có mấy cái 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 widget icon nằm phía trên đúng không ạ? À, Đấy cái trên nhưng mà cái những cái widget icon những cái widget uh, này nó hơi phức tạp xíu mà không ạ? À, nó không còn là cái tách nữa. Đấy ở dưới, hai cái dưới này cũng là cái tách nhưng mà uh, có phía trên này nè ở trên này thì không còn là cái tách nữa mà anh chị thấy là nó cũng sắp xếp theo những cái ảnh những cái tách những cái icon đúng không ạ à, đây cái ảnh nè rồi cái tách rồi cái icon nó được sắp xếp theo thứ tự đúng không ạ à, chị thấy là ba cái này bốn cái ảnh này cái tách này uh, nó sắp xếp theo cái uh, cái trục ngang đúng không ạ trục à, ngang rồi hai uh, cái, cái 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 phần tử cái cái cái, cái tách nè nó theo cái trục đứng đúng không ạ nó sắp theo trục đứng đấy hai cái tách này là nó sắp theo trục đứng với nhau đấy đúng nhau ạ. Rồi, ở đây thì hai cái tách này không có gì nói ta nó mới làm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tách này thì nó lại 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 xoay, à, nó xoay, nó xoay lại. À, nó xoay lại. À, nó xoay. Nó à, xoay. Đấy. Thì cái này làm thế nào? Các bạn? À, thì ta sẽ là ở đây ta sẽ giới thiệu một số widget mới ha. À, đó là cái cái tag email ta nói rồi đúng không bạn, tag thì hiện tag email thì thị một cái file ảnh nào đó, ạ. Đấy. Ờ, cái vòng tròn này trước cái ảnh này thì gọi là cái circle avatar ha circle avatar đấy circle avatar nó có sẵn ha cái nút này thì nó gọi cái, cái biểu tượng này nó có thể tap vô được thì này gọi là cái icon button ha một cái cái nút nhấn mà có cái hình cái icon vậy thôi đúng được ha ta có thể là thả tim thả tim tác giả này gì đấy rồi để sắp xếp các cái các widget theo cái trục trục ngang nếu mà trục ngang thì chúng ta có cái dòng cái row đúng không ạ? Cái column thì sẽ sắp xếp các cái widget theo trục đứng, đúng không ạ? À, trục đứng, đấy, trục à, đứng. Rồi chúng ta có xoay mà để xoay cái một tét thì chúng ta hay dùng cái rotate tay tuyệt bóc các bạn. cái tên đó anh chị đọc cái tên đó nếu mình chị có hiểu tiếng anh một xíu thì à, cái ta đọc cái tên ta biết nó làm gì rồi, đúng không ạ? À, cái rồi tay là chúng ta hãy xoay cái cái cái, cái tét được, đúng không ạ? rồi râu để sắp xếp các cái quy theo cái trục ngang đúng không ạ à, column để xếp theo trục trục đứng đấy Đấy. thì chúng ta dựa vào chứng web này, chúng ta sẽ là gộp thành cái giao diện như này được, đúng không Đấy. Đây. Thì chúng ta sẽ trước khi ta bắt đầu thiết kế, chúng ta sẽ viết code xíu thì chúng ta sẽ thiết kế phân tích xíu ha. À? À, thì chúng ta có thể là à, phân tích này xíu, cái card hai chúng ta sẽ gồm có hai cái phần phần trên, phần dưới này, đúng không ạ? Phần trên, phần dưới này. À nó sẽ như thế này. Thì như vậy hai cái phần này nó xếp chồng lên nhau như vậy, ta sẽ dùng cái column đúng không ạ? một cái column, à column À column. còn phần tử đầu tiên đó là chính là cái cái nguyên cái dòng này. phần tử này, à, tôi gọi là áo đôi cạc như vậy. áo đôi cạc. Một cái widget tự định nghĩa nó không không có sẵn Widget này nó không có sẵn nguyên cái này. À, chúng ta sẽ tự định nghĩa cái áo đôi cạc này là widget tự định nghĩa. Chúng ta sẽ tự xây dựng, tự xây dựng cái widget này. À, tự xây dựng đúng không ạ? Tự xây dựng áo đôi cạc này. Đây. Rồi nếu ta có xây dựng ra được kẹt rồi thì chúng ta chỉ cần là ship chồng cái này lại với nhau ạ. Cái 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 trên này, cái dưới này, không ạ? À, trong cái column thôi. Trong column đây. Đấy. Ở dưới này dễ thôi. Ở dưới này chúng ta chỉ có là cái stack và có hai cái text thôi không ạ? Có stack và hai cái text. Đấy. stack và hai cái test chúng ta hay position nó nữa. Position nó và trong để xoay cái màn hình này được thì chúng ta sẽ bao cái đi này là trong cái rotated box. Vậy thôi. Nói chung cái dưới này dễ, cái dưới này dễ không ạ? Còn cái trên này có thể là hơi phức tạp xíu nè. Đây, cái trên này Đấy. ra à, cũng dễ thôi cái cái stack dưới này thì các biết rồi đúng không ạ à, chúng ta chỉ có dùng cái stack mà ta là chồng hai cái này lại lên table position đó là xong đúng không ạ còn cái đáng nói chính là cao từ kẹt đây để ta phân tích cao từ kẹt xíu ha thì nhắc lại cái này cũng có rất nhiều cái cách để ta xây dựng á uh, rất nhiều cái cách để ta xây dựng cái giao diện không nhất thiết là cách này anh chị có thể dùng cách khác đó. Uh. Đấy, uh, này. cái này một cái ví dụ để ta xây dựng như này để cái kế giao diện này ta hãy dùng cái cách này đúng không ạ À, nhưng mà nếu anh chị có nghĩ ra cách khác thì anh chị cũng có thể làm được ha. À, cũng bình thường á không có gì. À, à, có thể chị hỏi là cách này được không, cách kia được không thì tỷ á à, anh chị cứ là anh chị làm được thì ok thôi. Đấy. À, có rất nhiều cách để chúng ta làm được cái 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 giao diện layout như cái ý muốn ta. Các không? Rồi. Right. Đây. Right thì điểm qua cái này thì chúng ta sắp xếp ba cái này theo cái trục theo cái cái, cái râu đây ba cái này là theo cái râu đấy ba cái này theo râu rồi còn cái tách này thì sẽ nằm hai cái tách này nó chồng với nhau thì sẽ có có lùm nhưng mà đấy như vậy ta có cái cái, cái râu bên trong có cái lùm có cái lùm không ạ thì nó lồng 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 với nhau như vậy Mình nhìn chung ha. Đấy, chúng ta sẽ làm cái cành thứ hai À, cái cả cái hai cái hook này chúng ta sẽ không có làm lại đó chúng ta sẽ làm bắt copy từ cái cái cạc bột không ạ à, cái đoạn này chúng ta tạo cái cái cái, cái container này nè cái cạc này nè à, để có cái ảnh bên trong này này giống cái cạc một không có gì để nói ha Vậy đó thì chỗ này chúng ta thể là uh, copy từ cái cạc một lại đúng không ạ thì chúng ta sẽ tạo cái cạc hai ha à, chúng ta tạo cái file mới à, cái file mới tên là cạc hai chẳng gì card 2 chấm đạt rồi, chúng ta cũng là ST thì ta sẽ di sổ và tới liệt kết đúng không ạ chúng ta chỉ cần là nhà dạ, chọn nó thôi nó chọn cạc hai xong đúng không ạ để cho test để cho đơn giản thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta việc là chỉ cần là copy cái cái màu xanh này nè Đấy, qua cạc hai rồi thời nó ra đúng không ạ vậy thôi rồi trong cái men này chúng ta sẽ import cái cạc hai à, cạc hai là đúng không ạ rồi chúng ta sẽ con cạc hai đúng không ạ Đây, đây, để ta tách nó cái cạc hai cái bên ngoài vậy thôi đúng không? thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà không có gì thay đổi rất là thành công đúng không này chúng ta chỉ di chuyển cái cái color ring này ra mà này này à, thì chúng ta tách này này à, thì cái cạc hai cái màu xanh này đúng không ạ rồi, cái chỗ này chỗ ban đầu thì nó giống cạc một cho thì tôi sẽ copy cái cạc một ha. À, tôi sẽ copy tôi bỏ qua xỉu, xíu. À, copy cái cạc một. copy cạc một. Rồi cái sắc này chúng ta sẽ không cần tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua. thì cái cạc một là dùng cái ảnh là là mặt uh, năm ha mặt năm mặt năm mặt năm còn lại giữ nguyên à, lại giữ nguyên thì chúng ta xem lại Đấy, quay lại thì cái này nó có cái cạc hai ok và chúng ta đã có cái uh, cái khung sườn rồi cạc một cạc hai Thank you. Rồi à, chúng ta hãy vẽ tiếp tục ta vẽ à, ta vẽ gì đầu tiên thì chúng ta hãy là vẽ cái cái áo đôi kẹt á tạo cái áo đôi kẹt tạo áo đôi kẹt ta đây chúng ta hãy tạo keo được kẹt thì chúng ta hãy viết trực tiếp bên trong cạc hai cũng được nhưng mà nó cái kéo được kẹ cái cái cao được kẹt này nó hơi phức tạp nó hơi dài á nó không biết tao nói hơi dài cho đó, đó thì mà viết trong đây luôn á thì nó sẽ hơi dài cái cốt nó dài uh, nó nó lồng 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 với nhau nó rất là khó thấy uh. Uh, Thì uh, để đơn giản thì thông thường, thường ta sẽ tách ra. Uh, cái phần nào nó 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 hơi dài đặc biệt nó, nó độc lập nó hơi dài thì chúng ta sẽ tách ra xíu, tách ra rồi ta, 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 ta gom lại như rồi nó là cái widget mà không ạ. À? Nó giống như là ta định nghĩa cái widget ta gắn nó vô bên trong cái widget mới, trong cái trong cái widget ta. Đây thôi. Đó, ta chia nhỏ cái giao diện ra thành những widget rồi ta uh, gom nó lại Đó thì như vậy thì ta định nghĩa thêm một cái quy uh, kết tên là áo được kẹt ha à. chấm đạt như vậy áo được kẹt chấm đạt rồi ta sẽ bắt đầu với cái state liệt quy kết tên là áo được kẹt áo được kẹt áo được kẹt nó được, được kẹt ta thì chúng ta có thể là bắt đầu bằng mà chúng ta có cái cái dòng á cái râu là cái dòng Nào, cái râu này thì ta hay set cái container cũng được mình bao bên ngoài container để set cái bát cũng được nhưng mà tạm thời ta set cái râu đi là cái dòng à, cái dòng ta sẽ có cái râu để sắp xếp phần tử con nó theo một cái à, một cái dòng mọi mọi cái chục ngang này thì nó có cái children à, children lên đây. thì uh, thì chúng ta hãy sắp xếp dù chúng ta cho có cái uh, chúng ta hình chung nó có cái uh, cái ảnh đúng không ạ? Có cái uh, có cái ảnh, có cái IP. E Rồi chúng ta có cái uh, cái column của test các bạn. Uh, test column. cái uh, test column. Và sau đó thì có cái uh, uh, cái uh, cái uh, icon button ạ? nghe tên tên và một cái icon nào ạ? Cái icon của tên này theo như cái thiết kế ta có cái ảnh đây, có cái có lùm của cái test và có cái button đó Thì cái may cái uh, avatar, email này, avatar đây á, thì chúng ta hãy dùng cái um, uh, cái circle avatar ha, có sẵn á, uh, circle avatar. Uh thì đây ta si chỉnh là ví dụ như là cái um, uh, cái cái range nó là giả sử như là uh, M8 pixel rồi uh, uh, chúng ta sẽ có cái email uh, có cái email ờ uh, đợi xíu cái email nó nằm email nào đây ta sẽ có cái background email đây là lấy từ cái file asset cho nó thì là là cái asset này asset này uh, order card đây chứ nó này đúng không ạ à, asset email đúng không? Cái này chúng ta sẽ gửi thêm con này chào rồi. rồi chúng ta có cái avatar yeah, rồi à. À, chúng ta sẽ có cái uh, tag column như vậy chúng ta có cái column Đấy. lòng bên trong cái râu nó có column không ạ à? à, column này chúng ta có cái chia run nữa Đấy. À, uh, chia run chúng ta sẽ có hai cái tag hai cái tag à, uh, hai cái tag hai cái tech của ta đó là cái uh, uh, chỉ đợi xíu tech tên là my các hai cái tech ha ta sẽ set hai cái tech connector. Đây. Đây phải này. Đó. A column hai cái tag. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái icon button. À nó gọi cái cần button ha. Đấy. khi ta nhấn gì thì tạm thời chúng ta sẽ không có làm gì cả chúng ta sẽ cho nó rộng Đây. còn cái kênh icon... phải đây hai kênh ta sẽ dùng cái kênh đó là cái icon icon favorite border đây nó ghi chú thêm đây rồi ta xoay đây tự động nó xuống dòng ta dễ nhìn ha phải đây rồi tạm thời như vậy đây đó. ta thử người ta sẽ làm tiếp chúng ta có cái dòng này dòng có là có cái circle avatar có cái background đây à, chúng ta có cái column đấy hai cái text và chúng ta có cái icon button đó. Đấy, có cái icon button đấy đúng như cái cái, cái suy thiên nghĩ ban đầu của ta như vậy mà rồi chúng ta có thể là thêm cái áo được kẹt này vào trong cái cái chúng ta? In một cái áo được cái 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 Uh, cái column đúng không ạ cái trang nó sẽ column Đấy. Column. À, uh, cái nhau được kẹt Column cái children rồi có là Uh, outer cat. Oh, wow. Tạm thời gì đi. Ok. Rồi, ta sao lại. Rồi, ta sẽ thấy đây. Đúng không ạ? Thì nó cũng ra đó đúng không ạ? <laughs> nó cũng ra đây. Ờ nó cũng ra cái text này. Đấy. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Thì tiếp theo ta làm cái gì? Thì ta sẽ chỉnh dạng lại ha, xíu ha thì nó cũng ra cái cái cũng ra hình thù đó mà Đấy. À, bây giờ chúng ta như này à, thì trong cái column với có cái row á chúng ta sắp xếp các phần tử con nữa ha. à, hay sắp xếp phần tử con đó được ví dụ như là à, chúng ta cái column nó mặc định thì nó nằm giữa các cái con nằm giữa như này con nằm giữa như này Đấy. À, ta muốn là sắp xếp nó theo canh canh lệ phải canh lệ trái nhé không? ví dụ cái chữ mai ta muốn là sắp xếp nó theo lề trái cái ma với cái smooth uh, smoothie là cái dòng trên dòng dưới là muốn canh lề trái nha thay vì canh giữa như này à, canh giữa như này à, ta muốn nó canh lề trái cùng trên lề trái à, thì uh, để canh lề cho cái column và cái row á thì ta có hai cái option á à, gọi là cái main axis alignment và uh, rod axis alignment À, thì tùy vào cái men là cái, cái, cái tùy vào cái column và cái uh, cái men là cái, cái 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 column hay cái row mà cái men cái cross này nó khác nhau ha. Đối với column á, cái men taxi á chính là cái trục đứng á. À column thì men taxi là trục đứng, cái trục chính nó là trục đứng. À cái cái cái, cái column mà à? các bạn. Trục row là trục cắt, trục cắt là trục vuông góc với trục đứng. Thì vậy đối với column trục cắt là trục ngang. trục à, cắt là trục ngang, phải không ạ? À? Uh, còn ngược lại thì đối với cái cái râu thì nó ngược lại uh, cái men có cái, cái men xc của cái uh, cái râu đó, đó, là trục ngang à, uh, ngang còn cái rốt taxi của cái râu đó là trục đứng uh, nói chung hai cái nó ngược lại nhau chị nhung ạ à. thì cái này chúng ta mong muốn là sắp xếp các con nó theo trục trục ngang à, uh, trục uh, ngang như đó thì ta dùng rốt taxi á uh, thì chúng ta sẽ cho nó là canh canh trái hết thì chúng ta sẽ là uh, rốt taxi start start Đấy. thì các phần tử con nó sẽ là theo canh theo chục uh, chục chục uh, nó 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 chục da nhanh như này đúng không Đấy. này nhanh này này nó canh trái á thấy nghe rồi à, uh, như vậy chúng ta sắp xếp theo cái trục theo trục cắt và trục, uh, đứng nha trục chính và trục cắt nào rồi tiếp theo thì thật ra, theo thiết kế này chúng ta thấy là ừ, giữa cái này nó dính với nhau mà cái email và cái cái column này dính với nhau sau đó thì nó nó rời hơn với cái 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 thanh button này à, thì này làm như nào thì chúng ta hay là dùng hai cái rau á chúng ta dùng hai cái rau à, cái rau bên trong này là giữa cái email và cái uh, uh, cái cái column test này à, còn cái rau bên ngoài là giữa cái cái, cái nguyên cái cái rau con này và cái cái icon button Đại. tại vì hai cái ba cái này nó có cái um, cái khoảng cách nó không có điều nhau cái này thì chúng ta có rất nhiều cách làm á để cái này chúng ta hay dùng hai cái râu à, hai cái râu ờ, cái râu ngoài và cái cái râu trong hai cái râu ngoài này để cho nó nó mặc định rồi okay. cái 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 râu trong thì cho nó mặc định để liên tiếp nhau như này còn cái râu ngoài thì chúng ta sẽ chỉnh khoảng cách à, chỉnh khoảng cách nhá. Đấy. thì cái này có rất nhiều cách làm á ờ, chúng ta hay dùng hai cái râu với nhau cũng được hai cái râu như vậy trong này À, chúng ta cái sẽ làm lòng thêm một cái râu nữa dòng à, cái râu nữa là giữa cái circle avatar và cái column này thuộc một cái râu à, một cái râu đây một cái râu đi như vậy chúng ta sẽ định nghĩa à, nghĩa cái một cái râu à, trong cái children đây, đây. À, chúng ta sẽ lòng hai cái anh này vô À, lòng hai cái này vô cắt vô làm cái râu râu này hoặc wow. ta chỉnh lại Đây. rồi à, sau đó thì chúng ta hay chỉnh cái uh, như vậy cái râu ngoài nó chỉ có là hai mà tử con đó là uh, cái râu nhỏ bên trong và cái râu bên trong và cái icon này để chúng ta hay chỉnh cho nó giãn cách ra à, thì ta hay men axi alignment chỉnh giãn cách hay chụp ngang không ạ thì chúng ta hãy cho nó là space between chẳng gì à, tức là khoảng cách nó đều nhau thì lúc này chúng ta thấy là đây, đúng không à, chúng ta sẽ có như này. Đấy. À, như vậy thì nó sẽ được chia ra hai nhóm đúng không ạ? Đấy, nhóm này còn này, riêng nhóm này. Được không Rồi, à, giữa hai này có muốn cho khoảng cách xíu tại hiện giờ nó sát quá không ạ? À, giờ là gian này nó sát quá. Hai này sát quá cho khoảng cách xíu thì chúng ta cũng có rất nhiều cách thì cái cách đơn giản là chúng ta hãy cho cái một cái size box ha một cái widget đó là cái size box à. à, size box là chỉnh cái khoảng cách giữa hai phần tử thôi chúng ta có cái size box này à, chỉnh size box giả sử cho là 8 nha vậy à, cho cái chiều rộng là 8 tức là khoảng cách giữa hai này nó giãn ra là 8 pixel à, khoảng cách nó là 8 pixel có size box ha Đấy. À, thì lúc này anh chị thấy là nó sẽ giãn ra Đấy, đúng không này nó chẳng hay như này. Rồi. Đúng không ạ? Thì bây giờ nó cũng gần gần giống không? rồi không ạ? Rồi, à, chúng ta cái tách muốn cho to to xíu không ạ? Cho tách cho to xíu. Giờ thì tách thì nó mặc định sẽ chỉ mặc định đây. À, chúng ta to to xíu thì chúng ta hãy là chỉnh cái um, cái style nó xíu không ạ? Chỉnh style nó lại xíu. Uh, à, thì chúng ta cũng sẽ là import cái cái tha cái định nghĩa cái, cái file thêm tan ta, ta đó bỏ cái uh, đạp thêm để ta chỉ xuất cái những cái định dạng uh, ta là cái đạp uh, thêm đạp uh, thêm chứ đạp uh, thêm uh, ta sẽ like đáp thêm display medium chẳng chị yep. cho to to xíu lúc này chúng ta không còn là con nữa đây okay. okay. Rồi, chúng ta tiếp tục là chỉnh cái size, hạp, à, thêm, like, đáp thêm, chúng ta sẽ là display small như vậy. Đây, ta sao lại. thì mấy cái ghi chú mấy cái nó cột lên này nó yêu cầu là đánh dấu bằng con này này chúng ta nói sao tại sao đánh dấu bằng con nhưng mà ta chỉ yêu cầu nó sẽ làm giúp ta trong cái idea nó làm giúp ta. Rồi ta rê chuột xuống đây ta quyết fix ta add con thì nó tự động nó làm cho ta nó không cần phải quá... ta để đại cũng được nhưng mà dễ mới kỳ quá khó nhìn đúng không ạ thì cho nó tự động nó fix chúng ta nó sẽ tự động nó thêm những cái con chỗ nào có thể nè. cái con này có nghĩa gì ta sẽ nói sao nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái 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 cái, cái code nó chạy á nó sẽ về mặt hiệu năng nó có ảnh hưởng nhưng mà chúng ta chưa có nói đến tạm thời chúng ta chấp nhận đó đây, nó yêu cầu một số cái, cái, cái quy kết nào đánh dấu được con thì nó tự đánh dấu cho ta nó làm cho tự tự động á nó cũng không quan tâm nhiều nó làm chúng ta tự động đây chúng ta đấy là retard lại thì nó như thế này và kẹt hai đúng không ạ thì nó cũng ok đúng không ạ đấy nó cũng vậy okay. đây đây tạm thời như vậy à, chúng ta có xong phần trên rồi đúng không ạ của kẹt cả hai rồi À, của cái của okay, rồi còn phần dưới à, còn phần dưới à, phần dưới thì à, chúng ta sẽ à, cho cái stack vô không mà cho stack vô à, để mà chúng ta nhúng cái stack vào được trong cái column như này á thì chúng ta cần dùng một cái widget là cái span á span sau đó chúng ta mới đưa cái stack vô à, cái lý do gì sao để cái span là gì ha thì trong cái row và column thì chúng ta thường thường dùng cái expanded uh, expanded này thì cái widget này nó lấy nó đảm bảo nó lấy nó, nó, ý nó nói nó, ý ta sử dụng nó là theo ý nghĩa đó là uh, cái cái khoảng trống còn lại uh, khoảng trống còn lại bên trong cái column đó thì nó sẽ lấy hết ha Đấy, vậy thôi ý nghĩa là gì uh, cái được cạc thì lấy bao nhiêu kệ cao được cạc cao lấy bao nhiêu thì tùy ao được ha uh, còn lại khoảng trống bao nhiêu tôi lấy hết expanded là gì ha À, ý nghĩa của cái, cái expanded này dùng bên trong cái râu hay có column đều được ha Đấy. À, Cái ý nghĩa của nó là nó sẽ lấy hết những khoảng trống còn lại à, Đối với có column là khoảng trống theo chục nghe chục đứng không ạ à? à, Chục đứng Đấy. Thì cái cạc cái, cái này là bản thân nó được bao nhiêu đó Thì kệ đó à, Tôi không biết nhưng mà cái khoảng trống còn lại đó Phía dưới này nè Tôi sẽ lấy hết á Tôi sẽ lấy hết dành cho cái con của tôi Đấy. Đó là cái expanded đó Đấy. À. À, nếu mà chúng ta không có pixel ở chỗ này thì nó sẽ báo lỗi á. thì những này liên quan cái lỗi layout, cái logic định 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 bố bố cục của nó của cái letter. Chúng ta tạm thời chúng ta chấp nhận vậy ha. À, thì để mà nhúng cái stack bên trong column thì chúng ta phải expand it. À, thì thông thường thì chúng ta thường thường Thì dùng cái spend it bên trong cái column này. À, thì ý nghĩa đó là nó sẽ chiếm cái khoảng trống còn lại. À, khoảng trống còn lại bên trong cái cái column tôi, à, trong cái column tôi. À, tôi muốn là chiếm khoảng, tất cả những khoảng trống còn lại thì tôi sẽ để là cái Expanded bên trong chúng ta dùng cái stack này để tránh cái lỗi trong à, cái stack thì cái này cái lưng cái stack thì chúng ta đã nói rồi chúng ta có hai cái tag rồi đúng không ạ à, chúng ta có cái tag uh, uh, receive đúng không ạ và chúng ta có cái tag tên là đi gì đây đấy, cho có hai cái stack, thì lúc này nó có, đây, đấy, nó có hai cái stack như này, đấy. cái chúng ta nó không nhìn thấy tự đương nhiên này nó chỉ là cái cái định layout thôi, nó sẽ không có thấy cái cái, cái spreadsheet là cái gì, đấy, chỉ là cái stack này sẽ chiếm toàn bộ cái phần còn lại đấy. Nó chỉ là chiếm toàn bộ cái phần còn lại, khoảng trống còn lại trong cái cột dành cho cái stack này vậy thôi, nó sẽ không anh chị không nhìn thấy nó. Rồi, ở đây chúng ta hay là chỉnh uh, to to ngang xíu với text cho to to ngang xíu. Đấy. À, thì chúng ta sẽ chỉnh cái size lại. Này ta sẽ import cái hợp thêm nữa. Ta sẽ chỉnh size lại. Đây dụ như là hợp thêm. Like, adapt thì like text thêm. Là display lạc. này không còn là con nữa rồi tương tự ta cũng sẽ có xì sai cho cái bút này xe lại đây. đây nó cầu đánh dấu con đây Sell lại thì nó chữ như đương nhiên tắt thì nó nó đầu tao nhiên không nhìn thấy không ạ thì chúng ta sẽ position đó position đó thì chúng ta sẽ ráp cái này position Uh, cái recipient này Nó cho nó xuống dưới vậy thì bottom cho nó 16 sáu gì thì uh, cho nó về phía bên phải cho nó là 16 luôn tương tự cái text này ta sẽ ráp nó lại trong cái position để định vị trí có nó trong cái chúng ta sẽ cho so nó là cái bottom nó 70 cho nó phía trên nằm trên xíu và này nó sát về bên trái là left nó cách cách cây lệ trái là 16 pixel vậy thôi đấy đấy là bottom right là cây pixel tức là bottom này là cách bottom 16 pixel cách cái uh, cái cái lệ phải là 16 pixel tức là nó nằm góc dưới bên phải đúng không ạ còn đây thì là bottom là 70 pixel uh, left là 16 pixel này đương nhiên chị có thể thay đổi đó. chị không bình thường thường á thì cái này nó nằm dưới nó cao cao hơn xíu đúng không ạ cao cao một xíu nhưng mà cũng là phía dưới nhưng bên trái đúng không ạ cao xíu người ta xem lại thì nó như này đấy đúng không đấy. thì đây là 70 nằm bên, bên trái này là 16 nằm bên phải đúng không rồi cứ còn lại đó là chúng ta xoay cái cái mút đi thôi thì để xoay á thì chúng ta làm gì chúng ta ráp lại bởi cái rồi tay bóc này đấy. thì để thêm tính năng cho phần chung chúng ta muốn thêm 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 tính năng để định định layout đó chúng ta chỉ ráp viết này với viết kia ráp 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 lại với nhau đúng không? Ý, ý ý ý tưởng là gì nhá À, cái chúng ta xây dựng chính là vậy. Cái này thì chúng ta muốn xoay cái test này chúng ta hãy dùng cái widget có sẵn đó là chúng ta dùng wrap nó lại bên trong một cái rotate box đó. wrap lại với cái widget đây. Đấy, ta gọi là cái uh, rotate box. Đấy. Thì ở đây ta sẽ set cái uh, cái quarter turn đó. À, chúng ta xoay nó bao nhiêu uh, bao nhiêu lần. Uh, rotated box thì nó sẽ xoay uh, cái con nó theo uh, uh, góc phần tư vòng tròn ha góc phần tư vòng tròn, góc 4 tư vòng tròn, thì mỗi lần xoay á thì nó sẽ xoay một góc phần tư, phần tư à, góc bằng tư, thì bắt đầu như này, thì bắt đầu đây, thì nó xoay một góc phần tư, thì lên đây, vậy cái chữ AS này nó sẽ là đi ngược lên, xoay xoay góc bằng tư theo chiều kim đồng hồ, chiều kim đồng hồ, thì đây, đây, là bắt đầu từ đây thì ta xoay một góc phần tư thì chữ chữ S này nó sẽ là đưa lên đây đúng không? Nó sẽ xoay lên đây. Và xoay một góc phần tư nữa thì nó sẽ đi xuống đúng không ạ? Xuống. Và xoay một góc phần tư nữa thì nó sẽ là chữ S này nó từ dưới nó dứt lên đúng không ạ? Thì như vậy ta xoay ba góc phần tư, đúng không Ba góc phần tư. thì ta xoay ba góc phần tư thì nó sẽ có cái hiệu ứng như này đúng không? ta xoay ba góc phần tư. Đấy. thì cái rotate box thì nó xoay theo kiểu là một góc phần tư ha. Còn để mà xoay theo cái cái để xoay theo một cái cái chiều bất kỳ một cái cái độ cái góc bất kỳ á, không theo góc phần tư 90 độ á thì chúng ta hãy dùng cái cái container đó có thuộc tính transform á. Đây. transform thì chúng ta hãy xoay bất kỳ góc bất kỳ á. Cái này chúng ta có cái ma trận để ta nhấn này nọ, nhưng mà tôi không muốn nó đến. Không, chúng ta hãy xoay cho bất kỳ cái cái góc nào cũng được. Đấy. còn cái gọi tích bóc thì cho đơn giản ta muốn xây uh, cái uh, theo cái gốc tư tư nó như này nó sẽ lại thì chúng ta có cái uh, giao diện uh, cũng giống giống như là cái giao diện chúng ta uh, yêu cầu không ạ đấy Rồi, thì, uh, cái này nó cũng tương tự như cái nãy nhưng mà để chúng ta tìm hiểu cái cái cách để chúng ta xây dựng cái giao diện với uh, sử dụng những cái widget cơ bản để tạo cái layout, tạo giao diện với những cái widget nó có sẵn trong letter, đúng không ạ? Ở chỗ này anh chị có thắc mắc nào không ạ?

thì cái chỗ um, rau column này Thì uh, nó nhắc lại ha. Uh, thì cái rau là cái column là sắp xếp các con theo trục đứng đúng không ạ? Thì cái trục chính của nó là cái main taxi của nó là trục đứng này Đấy. Còn cái rod taxi nó là trục dung góc trục đứng là trục ngang. Cái rau thì nó ngược lại, uh, cái trục chính của nó chính là cái trục trục ngang rồi cái rod taxi của nó là trục đứng. Đấy. Uh thì nó xác định cái men cái rót là như vậy á tùy vào cái room, cái column hay cái row mà chúng ta có cái trục đứng trục ngang rồi thì chúng ta sắp xếp các phần tử con theo trục chính của cái column à, thì trục chính trục ngang theo trục đứng ha đấy để sắp xếp theo trục tử theo trục đứng thì chúng ta có này à, có center nằm giữa cái column hay là tab nằm phía trên nằm end nằm dưới không ạ hoặc là bay ý ly bay ra bay, bay between đó À, thì cái row râu column này nếu mà anh chị học CTS thì học bên web có thì liên hệ bên web nữa thì cái này giống như cái black box đó. Anh chị hào học cái CTS á thì nó là cái black box thôi. Cái râu column bên trong của, của cái letter á nó là cái black box của CTS thôi, của web á. Anh chị hiểu chung ha. Thì những cái thuật ngữ space event, bay around, bay between này nó lấy từ cái ra thôi. Đúng không ạ? À, nó mượn từ CTS qua thôi. Thì nó cái black box thôi, giống cái black box thôi. Đấy. Đây là sắp xếp theo cái trục chính của cái column tức là sắp xếp theo trục đứng không ạ? Đấy. Ờ, thì sắp xếp trục ngang, trục à, cắt chứ, trục cắt của cái column chính là sắp xếp theo trục ngang không ạ? Thì chúng ta có start là nãy chúng ta dùng để chúng ta canh canh, canh trên trái cái tách không ạ? Thì chúng ta cho nó tách này trên text này thì nó sẽ là uh, sắp theo cái trục trục ngang trục cái rót taxi của cái cái column không ạ? Đó, taxi column. Đấy, thì chúng ta có một số cái cái tham số như vậy để ta xếp Ờ, cái uh, cái cái theo cái trục uh, trục cắt của cái column đúng rồi. rồi cái ngược lại cái râu thì nó ngược lại ha. À, cái ngâu thép theo ngược trục chính tức là theo trục ngang, còn cái rod đó là theo trục cắt à, của nó là cái uh, cái cái uh, cái cột đúng à, cái trục đứng. Này, thì hai cái này chúng ta uh, phân biệt ha. Ờ cái rotated box này uh, thì chúng ta cũng mới nói đó. Uh, nó hãy xoay cái cái con nó theo uh, ở góc phần tư <laughs> ở góc phần tư 90 độ á, tùy vào chúng ta xoay như thế nào, đúng không? đúng không? thì ở đây có thể là xoay theo trục trục chiều chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ á, uh, cái chỗ xoay này chúng ta có giá trị uh, dương á có nghĩa là theo chiều kim đồng hồ uh, cả hai đây, uh, dương thì theo chiều kim đồng hồ, như uh, vậy thì chúng ta thì ba có tôi cho là ba tức là ba ba góc phần tư theo chiều kim đồng hồ hoặc là chúng ta xây ngược chiều kim đồng hồ một góc một lần thôi đúng không ạ? chúng ta xây chiều kim đồng hồ ngược chiều kim đồng hồ một một góc phần tư thôi đúng không ạ? À, thì nó cũng ok đúng không ạ? À, thì chúng ta thấy là à, 3 hoặc là trừ một à, tức là ngược cái ngược, ngược cái chiều kim đồng hồ một một góc phần tư à, thì kết quả nó cũng là như vậy thôi, kết quả nó cũng cho chúng ta như vậy đúng không ạ? thầy ơi cho em hỏi nha thầy sao ạ? à, cái mấy cái cành cái container này là thầy khi mà thay đổi giao diện của điện thoại thì nó có stress nó bung theo cái giao diện không hay là nó fit luôn cái giao diện cái fit size này luôn thầy à, mình, mình anh, muốn chết luôn á thầy anh anh đặt cái này á thì nó anh anh gắn cái này thì nó fix nè tại vì anh gắn cụ đỉnh là nó 350, trăm năm đúng không ạ còn anh muốn cho nó theo cái giao diện điện thoại á thì chúng ta có thể là dùng cái chi vấn cái cái, cái kích thước cái cái cái, cái 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 kích thước của thiết bị á thì chúng ta có cái media query of contact size of contact thì nó sẽ ra kích thước của cái thiết bị điện thoại á đây you get uh, width nha. Đây. anh chị cho nó 85 phần cái kích thước của điện thoại thì cái này tùy vào kích thước điện thoại là bao nhiêu thì nó sẽ uh, sẽ sẽ stretch sẽ theo á uh được không à, thì cái này nói là cái vấn đề thiết kế dạng uh, responsive thì cái, cái, đơn giản nhất là ta dùng cái media library đây thì giống giống như sirat thôi làm nào làm sirat thì nó cũng, cũng tương tự à, thì cái này nó sẽ chi vấn cái kích thước của điện thoại thứ thiết bị ha đây là media size contact width thì cái width này là kích thước của cái cái cái, cái thiết bị gì á Ờ, này thì cho dù táp cá nhân không không có tám tám không chấm tám như là táp làm phần trăm không ạ chiều khoảng trống hai bên nữa không ạ thì như thế lên như vậy được không ạ thì đây là một cách đã có nhiều cách khác nữa nhưng mà đây là một cách này cách đơn giản nên ta chi vấn cái kích thước điện thoại không biết trả lời được câu hỏi đó các bạn dạ được rồi, thầy em à, cảm ơn thầy Uh, có cái slide về responsive nữa thiết kế giao diện đáp ứng đó, nên chị nào cần thì có thể xem trước ha. Thì uh, trong cái slide trong cái bộ slide tôi gửi anh chị nó có cái uh, đây này. Đây, cái này chúng ta gắn cứng tạm thời chúng ta đơn giản chúng ta học đơn giản chúng ta tìm hiểu cái cách để chúng ta layout cho nó đơn giản thôi. đúng không uh, Ta hiểu cách sử dụng thôi. Còn cái này nếu anh chị hiểu rồi thì chị set làm sao anh chị set ha. không Đấy, thì cái cách ta uh, làm quen. rồi câu hỏi tiếp theo ạ Ờ rồi nếu không có gì chắc người ta kết thúc đây anh chị. Ờ hôm sau thứ sáu ta tiếp tục anh chị. Rồi vì uh, chào anh chị nếu không có câu hỏi nữa. đâu không ạ? Vậy ta kết thúc đây